Hồng Lân, Hồng Lân, Hồng Lân. Hồng Lân, Hồng Lân, cô không sao thì tốt. Cuối cùng đã tìm được cô. Tôi tìm cô lâu lắm rồi đó. Tại sao cô lại ở đây vậy? Tôi đang nghịch nước. Nghịch nước? Tôi đã biết tất cả rồi. Vậy Trương Trân à, Quynh không giận tôi chứ? Làm sao mà tôi giận cô được chứ? Tôi chỉ giận chính bản thân mình thôi. Trương Trân tôi không có tài đức gì để cô nương như cô hy sinh vì tôi nhiều như vậy. Tôi cũng không biết nữa. À phải rồi, bao đại nhân nói cô bị thương rồi. Cô bị thương ở đâu để tôi coi. À, tôi không sao, tôi đã khỏe rồi. Quynh yên tâm đi. Vậy cũng không nên ngâm nước lâu tới như vậy. Nè, để tôi cõng cô. Không được đâu Hồng Lan à, con đừng có đi mà. Thật sự trùng hợp tới vậy sao? Chúng ta vừa mới tìm được người này, ông ta lập tức mất mạng ngay rồi. Nhưng mà người biết chúng ta muốn đi tìm Mã Tiền Bối, ngoài hai chúng ta ra chỉ có Nghiêm Phu Tử và Văn Hỷ Túc. Hai người bọn họ đâu có lý do gì giết người. Đúng là không thể nào. Chỉ là ta sợ có người âm thầm điều tra hành tung của các con. Vậy có gây bất lợi gì cho Trân Nhi không? Ta nhất định không cho phép chuyện đó xảy ra. Kim Thúc Thúc à, con cũng không gấp gáp lắm đâu. Xin nhờ Kim Thúc Thúc quan tâm chăm sóc mẹ con. Con yên tâm, chúng ta là người một nhà. Nhược Lan, huynh muội chúng ta cách biệt hai mươi mấy năm, nếu như muội còn xảy ra chuyện gì thì huynh đây sẽ không tha thứ cho bản thân đâu. Ca, những người trong bản danh sách này tất cả đều phải chết hết. Dạ, đã rõ. Hoàng Nhân, nghe nói giờ Trương Trân vì cái chết của cha nó mà bôn ba tìm kiếm khắp nơi. Tôi lo đêm dài lắm mộng. Nó muốn tự dày dò mình thì cho nó tự điều tra. Thân của ta là gì chứ? Phu nhân, với thân phận và địa vị hiện giờ, chúng ta cứ kê cao gối ngủ đi. Không phải ông nói Trương Trân và cha của nó Trương Văn Tường rất giống nhau sao? Tôi đang lo lắng nó mà điên lên, lỡ như ngày nào đó tới được chỗ hoàng thượng, mọi việc sẽ không dễ giải quyết đâu. Hoàng thượng có sủng ái nó như thế nào cũng không thể nghe sự việc từ một phía. Mà hoàng thượng sẽ không vì một Trương Trân nhỏ bé mà chống lại toàn bộ quần thần. Trương Trân ngày nào càng gần chân tướng thì ngày nó chết đi sẽ ngày càng gần hơn. Tôi thấy dù sao vẫn nên cẩn thận sẽ tốt hơn. Bà cứ yên tâm đi, những người có liên quan tới Trương Văn Tường và vụ án rất nhanh sẽ biến thành tro bụi thôi, không còn tồn tại. Chỉ còn lại Trương Trân. Nè, Quynh không cần tiễn tôi đâu, tôi tự về được rồi. Không sao mà, dù sao tôi cũng muốn ra ngoài dạo một lát. Thôi không mua, không mua đâu. Mãi vô, mãi vô. Chúng ta đi đi. Trương Trân à, chúng ta tiếp tục cố gắng. Tôi tin tưởng ở kinh thành Văn Tường Thúc vẫn còn bằng hữu khác. Đừng nói là kinh thành, cho dù là chân trời góc biển tôi cũng tìm cho ra họ. Được lắm, được lắm. Cho dù là chân trời góc biển tôi cũng đi cùng Quynh. Hả? Trời ơi, không đúng, không đúng mà. Có gì không đúng đâu chứ. Sao lại là con được chứ? Đi cùng với Trương Trân tới chân trời góc bể, mấy chuyện như vậy chỉ để cho con biến thành mẫu đơn thì mới làm mới đúng chứ. À, đúng rồi. Sư bá. Thật ơi, tội nghiệp cho con à. Lúc thì là Hồng Lan, lúc thì là mẫu đơn ha. Nhưng mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Không sao,
Nếu như ông già như ta sợ là chắc sớm đã bị bại lộ rồi. Có sư bá chỉ bảo, Hồng Lăng sẽ không xảy ra sơ sót nữa. Nè, thôi, ngồi xuống đi. Hồng Lăng à, cái chuyện con làm sai đó. Sư ba con, sư phụ con, mỗi người đều cố gắng giúp con nghĩ cách ha. Mà con nhất định là phải Hồng Lăng đã biết rồi. Hồng Lăng sẽ thật cẩn thận, không gây phiền phức cho mọi người nữa. Trời ơi, con nhất quyết không được có tình cảm với Trương Trân đâu đó à, nghe. Tình cảm? Ừ. Chúng con là bạn hữu mà. Mà Trương Trân còn giúp con mang lụa đỏ tới đây nữa. Trời ơi, ý ta nói là con nhất thiết không được thích người ta. Trương Trân tốt như vậy, con luôn rất thích quên ấy. Trời ơi, không phải thích cái kiểu đó, mà cũng không phải thích cái kiểu đối với sư bá và sư phụ đâu. Là cái kiểu là thích nhau giữa nam với nữ đó. Trời, có gì khác nhau chứ? Trời ơi, là kiểu thích như thế nào? Là kiểu thích nhau vô cùng đáng sợ luôn đó. Nó sẽ khiến cho con biến thành tro bụi, sẽ khiến cho Trương Trân đau khổ suốt đời vì cái kiểu thích này đó. Sư bá à, nghiêm trọng tới như vậy hả? Đương nhiên là vô cùng nghiêm trọng rồi. Tại sao lại nghiêm trọng? Bởi vì trời ơi, thôi bỏ đi. Không nói lung tung nữa. Dù sao thì con cũng mau chóng để cho Trương Trân thành hôn với mẫu đơn đi nghe. Rồi con lấy được lụa đỏ quay về bên ta và sư phụ của con. Sau đó không để xảy ra bất kỳ dính líu gì với con nữa. Như vậy mọi chuyện coi như là xong xuôi rồi đi. Nghe rõ rồi. Con một lòng muốn Trương Trân và mẫu đơn hạnh phúc. Sư bá, chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Thời gian cũng không còn nhiều nữa. Trước mắt bên phía Trương Trân coi như là đã chắc chắn rồi. Nhưng mà còn bên phía mẫu đơn kia thì phải biết được mẫu đơn có thật sự động lòng hay không đã. Vậy không phải quá đơn giản sao? Còn quá thành Trương Trân đi dụ dỗ cô ấy là xong rồi. Được đó, được, được. Thấy sao hả? Tuy là bên ngoài đã giống một nam nhi rồi, nhưng mà cử chỉ dáng điệu vẫn là của một cô gái. Hữu hình mà vô thần, không giống không giống. Coi con nè. Hả? Mẫu đơn tiểu thư. Có chút giống rồi đó. Tiếp theo thì sao nè? Sư bá à, con không biết cách theo đuổi cô nương. Sư bá dạy con đi. Trời ơi, cái này thì lão già ta cũng không hiểu được. Trời ơi, uổng công người 4.000 năm tu luyện lại không biết cách theo đuổi một cô nương sao? Trời ơi, cái này con có cách rồi. Là cách gì hả? Con biết có một người rất là biết cách đối xử với nữ nhi. Con đi bái quần ấy làm sư phụ. Vậy thì tốt rồi. Để nói gì hả? Ta không nghe lầm chứ? Ai trời, Triển huynh, huynh không nghe lầm đâu. Đệ tới đây chính là muốn thỉnh giáo Triển huynh làm thế nào để theo đuổi các cô nương. Tuy nói là yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu, nhưng mà Trân đệ không cảm thấy là tất cả là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là cao sao? Trời ơi, cái gì mà cao với không cao, chỉ cần nói huynh có chịu dạy không. Chuyện này thì không thành vấn đề, nhưng mà nè Trân đệ à, đã giống như là biến thành một người khác vậy. Làm gì có chứ, đây chính là Trương Trân chính gốc đây nè. Ta thấy không giống rồi đó. Đệ đã biết rồi. Có lẽ là mỗi ngày đọc sách nhiều nên mệt, cho nên hôm nay đệ muốn ra ngoài cho thoải mái một chút. Người không phong lưu uổng thiếu niên. Trời ơi huynh đệ à, đệ nên sớm nghĩ thông mới phải. Ta hả, cũng nên sớm tận tay dạy dỗ cho đệ mới phải đó. Được rồi, hôm nay ta sẽ đem hết những gì ta biết dạy hết lại cho đệ. Hay quá, hay quá, hay quá. Theo đuổi phụ nữ, quan trọng nhất chính là hai từ:
ánh mắt. Wow, ánh mắt hả? Khi đệ nhìn thấy con mồi rồi, ánh mắt của đệ cứ nhìn chầm chầm lấy cô ta, giống như là con hổ nhìn thấy con thỏ vậy đó. Phải dùng một cảm giác mơ màng với ánh mắt khống chế cô ta. Sau đó trong lòng nghĩ, 1 cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 trừ 28 lại dân với 72. Đệ biết đáp án là bao nhiêu không? Khi tới cả đệ cũng không biết đáp án, đối phương cũng không thể nào biết đệ nghĩ cái gì đâu. Tới lúc đó, ánh mắt của đệ lại dương lên một chút. Phải, đúng rồi đó, dương lên chút nữa. À, đúng rồi, chính là cảm giác này, đệ sẽ có được cô ấy ngay thôi. Hay quá đi. Tham quan kia, ngươi tự đi theo đuổi, còn đuổi ra Trương Trân làm gì? Ê, nam nhân đang bàn quốc gia đại sự, cô xen vô làm gì? Tôi không thèm nói với huynh. Trương Trân, đứng dậy theo mũi về, mau về đọc sách đi, mau. Mũi, đừng á Tâm, à không, đừng Tâm, ta không thể về nhà, ta với Trưởng huynh còn có việc phải bàn mà. Huynh và hắn thì có gì để nói chứ, huynh đó không chăm chỉ đọc sách, còn ở cùng với tên tham quan đáng ghét này, sớm muộn cũng sẽ ra chuyện cho coi. Ta không về đâu, đi về đi. Ta không về đâu mà. Đi mau, mũi tuyệt đối không để huynh rơi vào lò lửa đâu. Không. Nè, rớt tiền kìa. Rớt tiền kìa. Đúng là tiền rồi kìa. Wow. Nè, bên kia vẫn còn đó. Wow. Ê trời ơi, sao nhiều tiền quá vậy ta? Còn nữa nè. Wow. Bên này cũng còn nè. Nè, tên tham quan kia, ngươi làm cái gì vậy? Thả ta ra. Cô đã nhận tiền của ta rồi, hãy ở trong đó uống tách trà, nghỉ ngơi chút đi. Ta và Trân đệ của ta sau khi bàn bạc xong xuôi thì sẽ thả cô ra ngoài. Nè, tên họ Triển kia, nếu ngươi dám dạy hơi Trương Trân, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nè Trưởng huynh à, huynh mau nói đi. Mau nói cho đệ nghe, rốt cuộc là đệ nên làm gì mới có thể có được lòng mỹ nhân? Huynh nói đi. Thật ra thì chuyện này chỉ có thể hiểu ý, không thể diễn tả bằng lời, nhưng có vài thứ phải được rèn luyện thường xuyên. Được, nhớ kỹ, ánh mắt. À tiểu thư, à bên này mời. Chính là cô ta. Hả? Wow, cô ta nhìn bề ngoài thật kiêu căng ngóng hách, khẳng định không dễ đối phó. Không dễ đối phó hả? Trong từ điển của Triển Phong ta không có từ nào là khó đối phó hết. Ta chỉ cần nói hai ba câu có thể khiến cho tiểu thư hai người kia vừa cười vừa nhảy. Hả? Ê, bên này mà. Ủa bên này mà. Hả? Mời lên lầu. Nè. Sao huynh lại cản đường của tôi? Bởi vì cô nương đã lấy trộm của tại hạ đây một thứ. Hôm nay tại hạ muốn lấy nó về. Là thứ gì vậy? Cô nương đã lấy trộm trái tim của tại hạ. Tại hạ ngày đêm thương nhớ. Cô nương tại sao lại không dám thừa nhận chứ? Rồi. Sợ gì không có được mẫu đơn trong tay chứ? Triển Phong, Trương Trân, hai người đứng lại cho ta. Lẹ, đi thôi. Đứng lại cho. Tên tham quan, nếu người dạy hư Trương Trân, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nhìn kìa, nhìn kìa.
nè nè. Con kia đẹp quá. Dễ thương quá. Nhìn bên kia kìa. Bên kia nhìn bự đẹp quá. Đẹp thiệt đó đi. Nhìn nè, đẹp quá nè. Bên đó, bên đó. Còn bên đó đẹp quá. Bên đó đẹp quá. Kìa, con kia đẹp quá. Bên đó đó. Nhìn kìa. Nhìn đi. Nó bay qua bên này rồi. Trương công tử, không phải là cậu đang ở thư viện sao? Bây giờ sao lại đột nhiên chạy tới đây vậy? Tôi để quên bài vở ở trong Bích Ba Hiên, cho nên bây giờ về lấy. Trương công tử ơi, cậu lấy được bài vở rồi thì mau quay về đi, chậm trễ với phụ tử là không được đâu. Tôi biết rồi, tôi biết rồi mà. Mau về đi ha. Ông nghĩ như vậy sẽ làm khó được bà sao? Nhìn con cá này đi. Nó thiệt đó. Nhìn tụi nó dễ thương quá. Nhìn kia, nhìn kia. Nhìn con kia kìa. Nó bơi ra xa rồi. Con kia đẹp quá kìa. Nhìn đi. Đây nè. Đúng rồi. Nó quay lại rồi nè. Kìa, con kia đẹp quá kìa. Đó đó. Đi thôi. Cái gì vậy? Hả? Gặp ma hay sao vậy? Tử Ly, bộ y phục tỉ mặc quả là đẹp thật đó. Tuệ Phương đúng là không biết ăn nói. Y phục đẹp ở chỗ nào chứ? Rõ ràng là thái tử phi tương lai xinh đẹp đó. Đừng nói bậy chứ, không sợ người khác nghe được sẽ cười sao? Ê Tử Ly, cho hỏi bộ y phục này tỉ đặt may ở đâu vậy? Muội cũng muốn tìm người thợ may này giúp muội may một bộ. E là đặt may không được đâu. Y phục này của ta là kiệt tác của dệt chức nữ. Dệt chức nữ tay nghề điêu luyện khó mà tìm được, cho dù đó là đương kim hoàng thượng cũng khó mà có được. Bộ y phục này của ta, cha ta chỉ bỏ ra có 200 lượng vàng. Thấy chỗ dệt chức nữ cũng không có gì là xuất sắc, nên mới nói bộ y phục này là giả đó. Ý của muội là sao? Nhất định là dệt chức nữ biết được Tử Ly sẽ vào Đông Cung, cho nên mới chịu may nó chỉ với mức giá dài 300 lượng. Các tỉ muội, xin lỗi nha, tôi tới muộn. Cười gì vậy? Sao có thể như vậy được? Cũng coi như có duyên phận á, trùng hợp như vậy, coi như là tỉ muội tình thâm mà. Sao tỉ cũng mặc bộ y phục này? Tỉ có thích không? Bữa nào ta tặng bộ y phục này cho tỉ. Mẫu đơn ạ, bộ y phục này là ai làm vậy? Muội cũng không nhớ, tóm lại cũng là mẫu thân muội tìm thợ làm cho muội. Mẫu đơn, sau này những bộ y phục này đều là của hồi môn của muội rồi. Gả cho tên thư sinh nghèo khổ kia thì bộ y phục này coi như là hồi ức cuối cùng của những ngày muội được coi là thiên kim tướng phủ. Mẫu đơn à, muội thực sự muốn gả cho tên áo vải đó sao? Phu thê bần hàn trăm mối sầu, việc này nhất quyết không thể được đâu. Mẫu đơn, người ta và chúng ta không giống nhau. Muội ấy là công chúa trong hí kịch đó, cao quý lắm, có đúng không? Được rồi, Tử Ly, tỷ đang nói đi đâu vậy chứ? Chúng ta cùng nhau lớn lên, hơn nữa muội và tỷ không thù không oán, lại đối đãi với tỷ như tỷ muội ruột thịt, tỷ không làm tổn thương muội, làm cho muội khó xử mất mặt, làm như vậy có lợi ích gì chứ? Đúng không hả? Các tỷ muội, muội đã chuẩn bị tiệc rượu rồi, cùng nhau tới thưởng thức đi. Đi thôi. Đi thôi. Đừng giận nữa mà. Tiểu thư, đi thôi. Đừng giận nữa mà tiểu thư. Đừng có kéo ta mà. Ngươi tự đi đi. Dạ. Ừ.
Tiểu thư, tại hạ Trương Trân, xin chào tiểu thư. Tại hạ Trương Trân, xin chào tiểu thư. Tiểu thư, cô có phải là tên trộm? Mình làm gì vậy? Lẽ nào mình quên mất cái gì rồi sao? À đúng rồi, Triển Vong còn nắm tay của tiểu thư nữa. Tiểu thư, cô... cô là ai? Vậy là sao? Sao tùy tiện đánh người vậy chứ? Sao người dám ăn nói lung tung vậy chứ? Ta nói lung tung gì đâu. Ai biểu cô quá trang giống mẫu đơn tiểu thư làm gì? Nếu không á thì ta đâu có muốn nói chuyện với cô đâu. Ai thèm quá trang thành cô ấy? Ta vốn không coi kim mẫu đơn ra gì hết á. Hả? Cô đó, soi gương nhìn lại mình đi. Người thì xấu, tính tình thì tệ hại. Cô á, sao sánh bằng mẫu đơn tiểu thư được chứ? Tôi có điểm nào không bằng cô ấy chứ? Cái đồ thư sinh nghèo hèn này còn nói lung tung nữa là ta sẽ mai miệng ngươi lại ta đó. Ta cứ nói đó, ta cứ nói đó. Cô hả? Làm ao quạng cho cô ấy cô cũng không xứng đâu. Cô lại động tay động chân nữa rồi. Đúng là cái đồ vô lễ, dám đắc tội với lão nương. À không, lộn, bổn công tử. Đúng là vô lý, bổn tiểu thư phải cho ngươi một bài học. Ê, cô đánh tôi hả? Tử Ly, sao vậy hả? Sao vậy hả? Trương công tử, người đâu mà bắt tên khốn này lại, trói hắn lại cho ta. Dạ. Ê, mẫu đơn tiểu thư, hiểu lầm rồi. Tôi không có làm gì hết, tin tôi đi mà. Các người thả quân ấy ra. Thì thôi. Thả người ra. Không được thả ra. Thả ra. Mẫu đơn tiểu thư, cô tin Trương Trân tôi thì tốt quá rồi. Tử Ly, hãy nghe ta khuyên đi. Nếu như chuyện này mà để truyền ra ngoài, chỉ sợ làm ảnh hưởng thanh danh của tỷ thôi. Trương công tử, xin huynh giơ cao đánh khẽ. Chuyện ngày hôm nay xin huynh hãy giữ bí mật cho Tử Ly tỷ, xin đừng nói ra bên ngoài. Được, mẫu đơn tiểu thư, cô có bất cứ yêu cầu gì tiểu sinh cũng nhất định làm được. Mời công tử rời khỏi nơi đây. Ta vẫn còn chuyện muốn nói mà. Huynh hãy về trước đi, một lát nữa Đổng quản gia và mẹ tôi sẽ tới đây đó. Lúc đó mẫu đơn không giúp được gì cho công tử đâu. Vậy được rồi. Mẫu đơn tiểu thư, ta đi trước nha. Tử Ly à, đừng có giận Tử Ly, cần gì phải vậy chứ? Tỷ là thiên kim đại tiểu thư, sao lại so đo với tên thư sinh nghèo đó? Đừng làm mất nhã hứng của chúng ta, có đúng không? Đúng, đúng vậy đó. Đi vui lên chúng ta, đi thôi. Đi thôi nào. Hình như mẫu đơn tiểu thư rất là vui. Mình đúng là lợi hại. Con đừng có gây rối nữa mà. Có gây rối hồi nào đâu. Triển Phong chính là tên công tử phóng đãng, nhàn rỗi rong chơi, lại tưởng cho mình là đang hành nghiệp trượng nghĩa, còn bái hắn làm sư phụ. Chẳng phải là con đang muốn hại Trương Trân hay sao? Nè, con có biết suy nghĩ hay không vậy hả Hồng Lân? Chắc là không đâu. Thì hết nói. Nói gì đi nữa thì cũng là con đã cứu kim mẫu đơn, cô ấy phải cảm ơn con mới đúng chứ. Con còn cãi bướng gì nữa hả? Hả? Ta nói cho con biết, không cần phải lần nào gây chuyện cũng có thể là nguyên vẹn trở về đâu. Nếu như có gì sai sót, con hối hận cũng muộn rồi đó nghe. Tóm lại, con làm gì cũng sai. Hay là bây giờ mọi người nghĩ cách đi. Nè, theo ta thấy, hay là chúng ta hãy dùng phép thuật nhốt họ lại với nhau đi, để họ lâu ngày để sinh tình cảm, thấy sao? Vậy thì chưa chắc. Sao huynh dám khẳng định là họ ở lâu sẽ sinh tình cảm với nhau? Đúng đó, lỡ như họ ở chung lâu ngày không sinh tình cảm mà hận nhau thì làm sao đây? Có đúng nó không? Cũng đúng hả? Trên thế gian này, thứ phức tạp nhất chính là tình cảm con người. Không ai có thể nói chính xác được. Ê, phép thuật dùng không đúng chỗ, rất khó khiến người ta tâm phục á. Nếu không thì chúng ta cứ diễn một vở tuồng hay đi. Nói đúng lắm. Thế? Nè, nói thử coi phải diễn ra sao đây. Trời ơi, tôi không nói là diễn bình thường, mà nói là lấy câu chuyện trong vở tuồng lần trước. Chúng ta lên bờ đã coi trộm tuồng đó tên là gì ta? Tên là Triệu Thái Tổ Thiên Lực Tiễn Kinh Nương. Đúng đó. Chính đó đó.
anh hùng cứu mỹ nhân. Hồng Lan à, thấy sao hả? Anh hùng cứu mỹ nhân. Cả buổi trời bỏ mặt chúng ta. Chuyện gì vậy? Ê mẹ, làm cái gì vậy hả? Tôi bộ ta là đồ thừa hay sao? Đúng vậy, làm gì vậy? Đúng đó, đúng đó, ta vô làm sao? Xin lỗi nha, xém chút tôi quên mất. Đợi ta một chút, sẽ không lâu đâu. Cẩn thận nha. Muội cứ yên tâm đi, rất mau thôi. Nè, nè, qua đây, qua đây, tới đây. Sông lên, tới đây. Sông lên, sông lên, lên đây. Nào, sông lên nào, hả? Sông lên. Anh hùng à, thật lợi hại. Chúng ta đi thôi. Ê, nhắm mắt lại đi. Ta thấy trò này được đó. Hay là làm như vậy đi. Tới rồi kìa. Ê, mọi người nhìn kìa. Tới sắp rồi, tới rồi. Phải là chỗ này rồi. Đẹp quá à. Nhanh lên, bên kia kìa. Bồ Tát phù hộ cho con thỏa ước nguyện trở thành Thái tử Phi. Ủa, tới rồi hả? Tới rồi. Nè, đừng đi mà. Đừng như vậy mà, chúng ta từ nhỏ đã là tỷ muội rất tốt của nhau, có gì mà không bỏ qua được chứ? Đúng vậy, hiếm khi Thịnh Tình sư thái mời chúng ta tới đây dạo chơi, mọi người cứ thoải mái vui vẻ, không phải tốt hơn sao? Tỷ muội Kim Lan tốt như vậy, Tử Ly tôi không dám trèo cao. Đừng nói như vậy. Ơi trời, được rồi, đừng giận muội nữa. Đây 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 đây, Tử Ly tiểu thư muội quạt cho tỷ nha, tỷ đừng có giận muội nữa. Tỷ đại nhân không chấp nhận chuyện nhỏ, muội hành lễ với tỷ nè. Nói sao dễ nghe vậy? Không phải đang ám chỉ ta lòng dạ hẹp hòi sao? Kim Mẫu Đơn, tâm tư này của cô không lẽ ta không biết hả? Muội có tâm tư gì chứ, muội đâu có ý đó đâu. Đúng đó Tử Ly, đừng nghĩ ngợi nhiều. Sao các cô cứ nói giúp cô ta chứ? Cô ta có gì tốt đâu. Tử Ly, nói chuyện quá đáng rồi đó. Có liên quan gì tới tỷ? Cô ta thật ra cho tỷ lợi ích gì? Sao suốt ngày cứ theo nó giúp cho cô ta vậy? Sao muội lại nói vậy? Được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Khó khăn lắm mọi người mới ra ngoài chơi một lần, đừng có giận muội nữa, chúng ta qua đó chơi đi. Lại giả giờ nữa. Muội giả giờ gì chứ? À, Tử Ly, đừng đi mà. Tỷ ấy không thèm đi, chúng ta đi vậy. À, Tử Ly cũng về rồi, hay là chúng ta cũng về thôi? Hả? Tại sao lại như vậy? Bỏ ra bao nhiêu thời gian mới leo tới tận đây? Nhìn đi, phía trước còn rất nhiều trò vui đó. Thôi để lúc khác đi. Đừng vậy mà. Bữa khác đi đi. Thật vậy sao? Đi nha. Bọn tôi đi trước nha. Đi. Song Nhi, đem áo choàng tới cho ta đi. Các ngươi là ai vậy? Chín mươi bảy, chín mươi tám, chín mươi chín.
100. Mẫu đơn tiểu thư, tôi tới đây. Đường Á Tâm, sao muội lại tới đây chứ? Trân Trân, lúc nãy muội gọi huynh, huynh không trả lời. Huynh nói đi, huynh chạy tới đây làm gì? Hơ, không phải muội đi rồi hay sao? Tự nhiên chạy tới đây làm gì chứ? Đương nhiên là muội phải làm việc. Muội chỉ sợ huynh đi theo cái tên tham quan học điều xấu, nên mới xin trưởng quầy nghỉ nửa ngày đi theo huynh đó. Huynh theo muội về ngay đi, đi về. Ê, ê, ngân lượng, nhiều ngân lượng quá. À, nhiều ngân lượng quá kìa. Bánh bao quá trời luôn. Nhìn kìa, đó bánh bao nhiều quá. Huynh nghĩ có thể lừa được muội sao? Trên thế gian này á, có một người còn quan trọng hơn vàng và bánh bao nữa. Triển Phong, không được nói lung tung. Huynh nghĩ có thể chạy thoát hả? Đi, mau cùng muội về đọc sách đi. Không được, không được. Huynh còn có một kế hoạch phải thực hiện. Kế hoạch gì mà quan trọng hơn đọc sách chứ? Kế hoạch một năm đặt ra vào mùa xuân, kế hoạch một ngày đặt ra vào sáng sớm, không phải vô tử từng dạ quên sao? Đi về, đi. Không được, nè. Nhưng mà không được, nè, đừng Á Tâm. Muội không thể nhịn Huynh nói như vậy mà. Không có được. Đi về. Nè. Đem cho đại dương. Không được nói lung tung. Ta có chuyện muốn nói với các người. Các người có biết không? Cha ta là tể tướng đương triều Kim Sủng đó. Kim Sủng sao? Nếu cha ta mà bắt được các người thì đầu các người sẽ rơi xuống đất đó. Sợ quá. Người nói ra cô Ly, nhưng mà chúng ta không cần biết ngươi là súng vàng hay súng bạc hay súng đồng hay súng sắt, súng dây chai. Hôm nay ngươi lọt vào tay của ta coi như ngươi xui rồi. Cùng đem về cho đại dương chúng ta để có rượu thịt ăn, có phải không? Chắc người dám tới đây ta sẽ la lên đó. Có ai không? Có ai không? Kêu rắc của họng rồi kìa. Bắt ta đi. Chuyện gì vậy? Sao Hồng Lăng? Chuyện gì? Hồng Lăng còn chưa có tới nữa vậy? Trời ơi, đáng ra thì nó phải tới đây ngay mới đúng. Kéo dài thêm thời gian đi ha. Kéo dài thêm? Làm sao kéo đây? Chúng ta cứ ghẹo cô ta. Cứ ghẹo. Đi. Tránh ra mau. Tránh ra. Có ai không? Sương tặc tô gan. Ban ngày ban mặt trêu qua kẹo nguyệt, bắt nạt con gái nhà lành. Các ngươi còn biết xấu hổ sao? Ta thấy nhà ngươi không muốn sống rồi đó. Hình như đây không phải là Hồng Lăng đâu đó. Ánh mắt đó hình như không đúng. Mặc kệ hắn là ai đi, là Trương Trân là được rồi. Biết rồi, đúng. Đừng lo ha, không sao hết. Xem ta đây, coi anh thu phục ngươi nè. Chúng ta cùng nhau sống lên đi. Cẩn thận. Ông giỏi lắm. Nghe ta nói đây, lát nữa đếm từ 1 tới 3, tất cả ngã ra đằng sau. Chuẩn bị 1, 2, 3.
ba. Tiểu thư. Qua đó coi sao đi. Lọt xuống dưới rồi hả? Người đâu rồi? Đâu rồi? Lão Huy. Mất tiêu rồi. Xảy ra án mạng rồi đó. Qua đó coi sao đi. Nè khoan. Trời ơi, nếu Long Dương mà biết thì phải làm sao đây? Hay là chúng ta mau chạy đi. Tiểu thư hay cô trèo lên trước đi. Chạy mau, chạy mau, mau lên. Chạy. Sao quá? Trời ơi, sao nằm đây? Sao đâu, chúng đã đi hết rồi. Tiểu thư. Hả? Song Nhi, mau qua đây, mau qua đây. Tiểu thư, Quỳnh đừng đi, Quỳnh đừng đi mà. Tôi không đi, tôi không đi. Song Nhi, đừng đi nha. Tiểu thư không sao chứ? Chúng ta cứ đi. Quỳnh đừng đi mà. Đi thôi, không sao nữa rồi. Đi. Tiểu thư, tiểu sinh chỉ tiễn cô tới đây thôi. Cô hãy bảo trọng. Đa tạ huynh. Lý nào lại như vậy? Tại sao lại có thể xảy ra chuyện đó chứ? Mẹ phải nói với cha con, bắt mấy tên sơn tặc đó lột da bọn chúng ra. Được rồi mẹ, đừng làm lớn chuyện này nữa. Mẹ nghĩ coi, chuyện này nếu như đồn ra ngoài, một đồn 10, 10 đồn 100, mẹ kêu mặt mũi của con phải giấu ở đâu đây? Cũng đúng. Ê, mẫu đơn, còn nói coi cái tên nhà nghèo kia có khi nào thừa nước đục thả câu bám lấy nhà ta không? Không đâu mẹ ạ. Cũng chính là tên nghèo đó đã cứu con mà. Con gái của mẹ ai gặp cũng yêu, hại cho kẻ khác, ngay cả tính mạng mình cũng không cần nữa. Mẹ. Được rồi, được rồi. Hỷ Nhi, ra đây với ta một lát. Dạ. Ngươi xem, đủ chưa? Kim phu nhân, ý của phu nhân là... Ngươi đã cứu mẫu đơn nhà ta, thì ta cũng nên thưởng cho ngươi chứ. Giữa đường gặp chuyện bất bình, ai cũng ra tay tương trợ. Ngân lượng của phu nhân, Trương Trân không dám nhận. Ta kêu ngươi nhận, thì ngươi cứ nhận đi. Nói nhiều như vậy để làm gì? Chuyện không đáng nhắc tới, hậu ái của Kim phu nhân, giảng bối xin ghi nhận. Ý của ngươi là gì? Ngươi cố ý để cho Kim gia ta phải nợ ngươi một lần có đúng hay không? Phu nhân xin đừng hiểu lầm. Phàm những chuyện đã qua, Trương Trân sẽ không ghi nhớ trong lòng. Hy vọng phu nhân và mẫu đơn tiểu thư cũng đừng để chuyện nhỏ này ở trong lòng. Tiểu thư, con người trên công tử thật sự là không tệ. Giúp tiểu thư một chuyện lớn như vậy mà lại không hề tham công. Ta cũng thấy như vậy. Thật ra con người huynh ấy
không giống như những người khác, không tham phú quý, tài hoa hơn người. Lúc đầu nô tỳ còn nghĩ Quỳnh ấy không xứng đáng, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, chuyện hôn sự này cũng không tệ. Nếu như tiểu thư thực sự gả cho Quỳnh ấy, như vậy cũng rất tốt. Đừng nói nữa. Đáng tiếc Quỳnh ấy không phải Đông Cung Thái tử. Cha mẹ ta đã nói, sau khi ta lớn lên phải làm Thái tử phi. Vì vậy Quỳnh ấy có tốt mấy cũng không phải của ta. Nhưng mà tiểu thư à, lỡ như Thái tử là kẻ tài thô học thiển, hiểu biết lại nông cạn, thì tiểu thư phải làm sao? Thái tử là người thế nào thì có quan hệ gì với ta? Cha mẹ đã nói rồi, thứ mà Kim Mẫu Đơn ta cần có chính là ngôi vị ở dưới một người trên vạn người. Kế hoạch vẹn toàn của chúng ta mà lại trở thành như vậy, thật là tức chết đi được mà. Con nha đầu này sao vẫn... Sư bá. Ngươi đi đâu vậy? Con đi đâu vậy? Hả? Con tính toán kỹ lưỡng, vậy mà cũng bỏ sót đường Á Tâm. Khó khăn lắm mới mời cô ta ăn 100 cái bánh bao để rửa vậy đây. Nha đầu này. Mọi chuyện sao rồi? Còn sao nữa chứ, Trương Trân giả còn chưa xuất hiện thì Trương Trân thật đã xuất hiện rồi. Còn biểu diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân nữa đó. Con đã nghe nói trước rồi, Trương Trân dễ dàng hạ gục Sơn Tặc, cứu được Kim Mẫu Đơn. Ơi trời, đừng nói là Mẫu Đơn, ngay cả tôi cũng động lòng luôn rồi. Quan đường, quan đường, ta nói cho các con biết, các con nghe rõ đây nha. Thủy tộc chúng ta tuyệt đối không thể nảy sinh tình cảm với con người. Nghe rõ chưa? Trời ơi, con chỉ nói vậy thôi mà. Chỉ nói vậy thôi sao? Chuyện này là vô cùng quan trọng rồi. Sư bá à, im miệng. Tôi biết rồi, đúng rồi. Tôi biết nói cho cùng thì Trương Trân đáng ra phải ở thư viện. Tại sao lại xuất hiện ở trên núi chứ? Con nói đâu có sai. Được rồi, bớt nói chút đi. Không nói nữa. Đúng đó, không được nói nữa. Học trò Trương Trân, tối qua mạo muội quấy rầy, kính xin phu tử lượng thứ. Tối qua cái tên họ Bao đó đã đích thân tới đây. Bao đại nhân, kể từ sau khi con bị mất manh mối ở bên Mã Nhân rồi, con vẫn tiếp tục âm thầm theo dõi Khai Phong phủ, truy tìm Nhiếp Trùng Thiên, phải không? Hôm qua con biết là Nhiếp Trùng Thiên sẽ đi con đường sau núi, cho nên đã mai phục ở đó chờ đợi. Không ngờ là đuổi theo Nhiếp Trùng Thiên không được, ngược lại gặp chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ. Trương Trân, con vẫn có thể thấy chết không cứu, nhưng ở trong tình cảnh đó, con vẫn quyết định chọn cứu người. Chính điều này khiến ta cảm thấy rất hài lòng. Vậy Bao đại nhân nói thế nào? Ngày ấy hy vọng ta quản giáo con nghiêm khắc hơn, không cho con tham gia vào chuyện Nhiếp Trùng Thiên nữa. Vậy phu tử người... Ta nói được. Phu tử, rõ ràng người đã nói trước rồi, sao người lại nuốt lời như vậy? Chỉ cần con giữ được mạng của con, dù ta có làm con rùa rút đầu nhát gan thì có sao? Phu tử... Thôi đi, ta chỉ nói tới đây, con đừng phản kháng nữa. Kể từ ngày hôm nay, con buộc phải chăm chỉ nghiên cứu sách vở. Sư bá, người nhất định phải giúp con đó. Không giúp, ta sẽ không giúp nữa. Tại sao người lại không giúp con chứ? Người biến con thành Trương Trân, lại biến con thành Mẫu Đơn, sao lại không giúp con bắt hung thủ? Ta biến con thành Trương Trân, biến con thành Mẫu Đơn là vì để lấy lụa đỏ của hai người đó, hả? Nhưng mà con lại đi bắt tên hung thủ đó là vì cái gì chứ, hả? Vậy người đành nhẫn tâm nhìn Trương Trân buồn bã như vậy sao? Ta hả, lòng gan dạ sắt vậy được chưa? Cho dù người lòng gan dạ sắt cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Người cũng không thể thấy chết mà không cứu. Chúng ta không giúp Trương Trân phá án, Quỳnh ấy sẽ không vui. Quỳnh ấy không vui thì không có tâm trạng hẹn hò. Vậy thì làm sao có lụa đỏ cho chúng ta lấy chứ? Thôi được rồi. Con nói hoài làm cho ta nhức hết cả đầu rồi đây nè. Vậy rốt cuộc người có giúp hay không? Người ta sợ con rồi, giúp thì giúp. Vậy người hãy mau thi triển pháp thuật, nói cho con biết Nhiếp Trùng Thiên đang ở đâu đi. Con tưởng ta đã già nên cũng là thần tiên ở trên trời sao? Ta nói cho con biết yêu cầu này của con á, ta không làm được, Long Dương cũng khó làm hả? Được đó.
Nè, tao nói cho con biết nghe, chuyện này bao chuẩn phá án như thần nhất định con biết. Con đi tìm ông ta mà hỏi đi. Con phải hỏi sao đây? Ông ấy nhất định sẽ không nói đâu. Được rồi, lần này lão già sẽ giúp con lần nữa hả? Đa tạ người nhà sư bá. Ba biết là con rất thương người mà. Chút nữa con làm ta té ngã rồi đó. Nhiếp Trùng Thiên, các ngươi đã nắm rõ tung tích rồi chứ? Khởi bẩm đại nhân, thủ hạ đã bố trí thiên la địa võng, không để hắn ta chạy thoát lần nữa. Vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Vết thương cũ của hắn vẫn chưa lành, đang trốn ở thập lý pha thành tây dưỡng thương. Thập lý pha, chỗ đó địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, động thủ ở đó khả năng thắng rất là ít. Vậy ý của đại nhân là? Công tôn tiên sinh, mau đem bản đồ của Châu Biển Kinh tới đây. Rõ. Theo hiểu biết của ta về Nhiếp Trùng Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài lâu. Những ngày sắp tới chắc chắn sẽ về Lạc Dương. Muốn đi từ Tháp Lý Pha thành Tây trở về Lạc Dương, đây là con đường buộc phải đi. Người hiểu ta cũng là Công Tôn tiên sinh. Chúng ta sẽ mai phục ở Tủ Trang thành Tây, đợi cho Nhiếp Trùng Thiên tự sa vào lưới. Rõ. Thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị. Đừng trốn nữa, ra đây đi. Bị người phát hiện rồi, muốn chờ chút cũng không được. Đi, theo ta về Khai Phong Phủ. Có phải người của Bao Hắc Tử đã chết hết rồi hay không mà lại phái một con nhãi con tới đây vậy? Không phân biệt trắng đen, người mới là nhãi con đó. Cho dù người là ai, chỉ cần nạp mình vào chỗ chết, ta sẽ giúp đỡ người. Quyền người hết lời mà không nghe, muốn ta ra tay hả? Tiểu cô nương, khẩu khí lớn lắm. Ta lại muốn xem người có bản lĩnh gì. Nhảy con nhà ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức. Để ta chịu rối đi. Ê, không phải chứ, như vậy mà bất tỉnh rồi sao? Nếu như sớm nghe lời thì ngươi không phải chịu đau đớn rồi. Phải chứ, không phải chết rồi chứ? Ngươi đừng có chết mà. Nếu như ngươi chết thật thì làm sao ta trả thù cho cha mẹ của Trương Trân đây? Nè, nè, mau tỉnh lại đi. Ấy, không có nốt rồi. Người giả chết, người có phải là hung thủ giết cha của Trương Trân hay không? Đừng chạy.
cần phải hỏi cho rõ. Ta không được ngã xuống, ta nhất định phải bắt được hắn, hỏi cho rõ ràng. Trần Trần, xin lỗi Quỳnh, Hồng Lan vô dụng. Đưa hắn về Khai Phong phủ. Rõ. Tên Nhiếp Trùng Thiên đang quỳ gối với cầu đường kia đã giết chết vô số người vô tội. Muốn giết thì giết, lại nhảy làm cái gì? Hình pháp nhà Tống xưa nay luôn công bằng, không để hoang ức, cũng tuyệt đối không qua loa. Bản phụ sẽ cho ngươi cơ hội tự biện. Ngươi có hoang ức gì, ngươi có thể nói ra cho bản phụ biết. Hay cho một thanh thiên nha môn luôn miệng tự cho mình là quang minh lỗi lạc, nhất lại sử dụng những chiêu thức đê hèn bị ổi. Hỗn sực. Triển hộ vệ dây bắt người đương nhiên phải sử dụng thủ đoạn. Bản phủ không phải là người giang hồ, nhưng cũng biết một chút ít về luật trong giang hồ. Đây chẳng qua là dùng gậy ông đập lưng ông, dùng đạo người trả cho người. Đừng có giả nhân giả nghĩa với ta nữa. Ông muốn bắt ta thì có thể quang minh chính đại tới bắt ta, cho một con nhãi ranh tới mai phục giữa đường, gọi là đạo nghĩa giang hồ hay sao? Một con nhãi ranh. Bản phụ không hiểu rõ ý của người. Còn giả nữa, con nhãi miệng còn hôi sữa đó luôn muốn giải ta về Khai Phong phủ, thay cho tên Trương Trân nào đó trả thù cho cha hắn ta. Còn nói là không phải ông phái đi hả? Cuối cùng nhà đầu đó vẫn bị ta đánh cho trọng thương. Nói ta biết cô ta bị thương ở đâu, giờ cô ta đang ở đâu. Nhà đầu đó đã bị trúng độc của ta, không sống được bao lâu nữa. Lôi hắn xuống. Rõ. Đó. Phu tử, không hay rồi, không thấy Hồng Lan đâu hết. Nó hả? Không phải ra ngoài bờ sông nghịch nước thì cũng đi trèo cây rồi. Con đã đi tìm khắp nơi,
Con cũng vừa hỏi Văn Hỷ Thúc, kể từ sau khi tan học hôm đó thì không thấy Hồng Lan đâu nữa. Lẽ nào con bé lại phát hiện ra cái gì mới hả? Phu tử, người có từng nghe Hồng Lan nhắc tới mấy ngày gần đây cô phải đi xa không? Không có. Không có. Phu tử, con muốn người cho con nghỉ phép. Con muốn tranh thủ thời gian để đi tìm Hồng Lan. Ê, tại sao con lại nghĩ như vậy? Con sợ Hồng Lan sẽ vì chuyện của con mà. À phu tử à, người Kha Phong phụ tới, nó bảo đại nhân có chuyện muốn trường trần tới phủ. Giảng sinh Trương Trân bái kiến Bao đại nhân, Triển đại nhân, Công Tôn đại nhân. À, không cần đa lễ Trương Trân. Xin hỏi Bao đại nhân, hôm nay đã tìm giảng sinh tới, không biết có chuyện gì? Triển Chiêu, người nói đi. Chúng tôi bao vây gần Tử Trang thành Tây, bắt được hung thủ bị truy nã là Nhiếp Trùng Thiên. Nhiếp Trùng Thiên? Đó chính là tên hung thủ đã sát hại cha tôi. Đúng vậy, hắn đã bị nhốt vào đại lao. Ám khí mà Nhiếp Trùng Thiên mang trên người so với chiếc ngân châm lấy được trên đầu cha cậu là hai loại hung khí hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, thủ pháp giết người của hắn cũng không có gì khác biệt. Ừ, nhưng mà theo như ta thấy, người này tuyệt đối không phải là hung thủ đã giết cha cậu. Đúng vậy, theo những gì giảng sinh nghe ngóng được, được biết Nhiếp Trùng Thiên thời gian mà cha tôi bị chết không có mặt ở Phổ Đà. À, quả nhiên các ngươi đang điều tra hắn à. Giảng sinh bất tài, chỉ muốn được gấp một chút sức lực nhỏ nhoi để sớm bắt được hung thủ thật sự. Trương Trân, lời ngươi nói rất đúng. Buổi tối Văn Tường xảy ra chuyện, Nhiếp Trùng Thiên đang gây án ở ngoài thành Biện Lương. Vì vậy hắn ta hoàn toàn không thể nào là hung thủ đã sát hại cha cậu được. Bao đại nhân đã rõ mọi chuyện. Ta hỏi cậu, cậu biết chuyện này kể từ lúc nào vậy? Giảng sinh nghe phu tử nói lại, biết được Bao đại nhân không muốn giảng sinh xen vào vụ án này. Nhưng mà giảng sinh chỉ muốn an ủi linh hồn của cha trên trời, tìm ra hung thủ thật sự. Sau đó trời cao đã không phụ lòng người, cuối cùng thì giảng sinh điều tra ra được hung án Nhiếp Trùng Thiên gây ra không liên quan tới cha tôi. Nếu như mà các ngươi đã biết được sự thật, vì sao các ngươi vẫn còn muốn theo dõi hắn? Chúng tôi, sau khi bắt được Nhiếp Trùng Thiên, hắn khai ra đêm đó trời gần sáng đã từng có một cô nương đánh nhau với hắn. Nhiếp Trùng Thiên nói cô nương đó còn rất trẻ nhưng rất giỏi võ công, lại tự xưng là bạn của Trương Trân. Ta nghĩ có thể chính là Hồng Lăng cô nương. Hồng Lăng? Theo lời của hắn ta nói, hình như cổ bị hắn đánh trọng thương. Lẽ nào cậu cũng không biết cổ đang ở đâu? Tôi hoàn toàn không biết gì. Trương Trân à, vậy có khi đạo học Lăng cô nương sợ người lo lắng nên hành động một mình không? Bao đại nhân, tôi sợ cổ gặp nguy hiểm. Bây giờ tôi đi tìm cổ đi. Được, vậy ta cũng sẽ phái người đi tìm. Được, đa tạ Bao đại nhân. Ông ơi, Hồng Lăng bị làm sao vậy? Hơi... cái con nha đầu ngốc này, còn không phải là vì tên thư sinh không biết tốt xấu kia sao? Đã hại bản thân ra tới nông nỗi này rồi. Sư bá. Ê, Học Lăng à, con đừng có nói nữa hả? Con trúng độc rồi đó, nguyên khí tổn hao nhiều. Con nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe đi hả? Hả? Trương Trân. Trời ơi, còn nhắc tới cậu ta làm cái gì nữa? Ngủ đi mà, giờ công lực của con còn yếu á, nhất thời không thể phục lại bình thường đâu. Dân thạch này có thể tích lũy năng lượng, con hãy chịu khó ở đây tĩnh dưỡng đi ha, nghe. Sư bá, con... Được rồi, con đừng nói nữa mà. Chỉ có nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, phục lại công lực thì con mới có thể sớm trở lại nguyên hình để lên bờ giúp cho Trương Trân hả? À. Hồng Lăng, muội thấy đỡ chút nào không? Muội xem muội đi, muội đã vì người đó chịu biết bao nhiêu đau khổ, phải chịu nhiều tội như vậy, ai biết tới được chứ? Muội thật là ngốc quá đi. Vậy chúng ta cùng nhau phát công đi. Được, à, được. Được, được. Phát đi. Ừ. Thank you.
Hồng Lân! Hồng Lân! Hồng Lân! Hồng Lân! Hồng Lân! Ê, Đường Tâm! Hả? Đường Tâm! Ờ. Ờ, gì? Muội có nhìn thấy Hồng Lan đâu không? Không thấy. Ê, Hồng Lan lại đi đâu hả? Hồng Lan! Hồng Lan! Hồng Lan, cô ấy rất thích nghịch nước. Hồng Lan! Hồng Lan! Hồng Lan! Sư bá, Trương Trân tìm Hồng Lan đã tìm tới đây luôn rồi. Mặc kệ cậu ta đi. Trương Trân, Hồng Lan tuyệt đối không được trả lời cậu ta. Chúng ta cần một ít thời gian nữa để truyền chân khí cho con, con mới biến thành người có đôi chân được. Nếu như bị Trương Trân phát hiện thì hỏng hết đó con. Không được, huynh ấy nhất định tìm con rất vất vả. Con phải tìm huynh ấy. Hồng Lan ơi! Hồng Lan! Hồng Lân! Hồng Lân! Hồng Lân! Hồng Lân! Hồng Lân! Cô không sao thì tốt. Cuối cùng đã tìm được cô. Tôi tìm cô lâu lắm rồi đó. Tại sao cô lại ở đây vậy? Tôi đang nghịch nước. Nghịch nước? Tôi đã biết tất cả rồi. Vậy Trương Trân à, huynh không giận tôi chứ? Làm sao mà tôi giận cô được chứ? Tôi chỉ giận chính bản thân mình thôi. Trương Trân tôi không có tài đức gì để cô nương như cô hy sinh vì tôi nhiều như vậy. Tôi cũng không biết nữa. À phải rồi, bao đại nhân nói cô bị thương rồi. Cô bị thương ở đâu để tôi coi. À, tôi không sao, tôi đã khỏe rồi. Quân yên tâm đi. Vậy cũng không nên ngâm nước lâu tới như vậy. Nè, để tôi cõng cô. Không được đâu Hồng Lan à. Con đừng có đi mà, thật nguy hiểm đó. Nè. Hồng Lan à. Lẽ nào? Nè, cố lên.
Lão Quy, không phải mất tới 3 canh giờ lận sao? Phải đó. Phải đó, sao mới nó đã ổn rồi? Lẽ nào công lực của lão đã tiến bộ rồi sao? Lão Quy, để không ổn rồi, để phải đi tu luyện lát. Đuối rồi. Sư bá, người vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Thoải mái quá. Sao vậy? Trên người của Quỳnh đúng là ấm lắm. Đó là bởi vì trên người cô đang lạnh đó. Phu tử, Giang Hỷ Thúc, con tìm được cổ rồi. Trời ơi. Thật tốt quá rồi. Phu tử tìm kiếm suốt cả đêm, lo lắng suốt cả đêm đó. Kêu ông ấy nghỉ một chút cũng không chịu. Không phải là ta đang lo lắng, ta ra ngoài để thư giãn một lát. Giang Hỷ, đi làm cơm cho họ đi. Dạ. Phu tử, không bắt được mạch, thể lực rất yếu, xem ra là bị trúng hàn độc rồi. Giang Hỷ à. Phu tử à. Đi theo ta lấy thuốc về đây. Vậy còn mấy món này? Trời ơi, ông cứ để đó đi, đợi tới lúc nào Hồng Lăng tỉnh lại, ông hâm nóng cho con bé ăn. Dạ. Sao tay cô lạnh tới như vậy? Xưa nay tay tôi đều lạnh mà, không sao đâu. Sao có thể không sao chứ? Đỡ hơn nhiều chứ?
Học trò xin tỉnh an phu tử. Lúc nãy bài nhà con vừa thổi. Được lắm. Phu tử cười chê rồi. Bài nhạc lúc nãy là do năm xưa gia phụ dạy con thổi. Quyển chuyển du dương, vừa thích thú vừa kể lể, dường như là đang muốn nói điều gì với người ở trong lòng. Còn nói, còn muốn nói điều gì? Không sai, bài nhạc này đúng là năm xưa gia phụ đã viết tặng cho mẫu thân. Con lo lắng cho Hồng Lăng vì con bé đó mà ở ngoài cả đêm. Con muốn qua đó nói với giai nhân, lại còn giấu ta được sao? Học trò không dám. Hồng Lăng là vì học trò mới bị thương. Học trò chỉ vì lo cho cô ấy mới ở bên ngoài cửa phòng cũ. Con còn ngại cái gì mà không thừa nhận với ta chứ? Hả? Không tin, ta không tin. Phu tử, con đã sớm có hôn ước với Kim Mẫu Đơn. Chuyện tình cảm sao có thể nói đùa được? Đầu đuôi lẫn lộn, cũng không biết ai đang làm trẻ con. Còn ăn nói lục tung làm ta thấy phiền. Phiền, 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 phiền. Bảo bối, tốt rồi. Khỏe thật rồi. Đúng vậy. Ủa, con sao vậy? Khỏe rồi, sao mặt mày nhăn nhó vậy? Bị bệnh tốt biết bao nhiêu. Bị bệnh còn có người chăm sóc cho con. Khỏe rồi phải đi quét sân đó. Được rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay con không cần phải quét sân nữa. Nè, trừ việc gây chuyện bị phạt. Vậy con có thể làm gì? Con phải tới lớp học để đọc sách cùng với mọi người. Chẳng phải người không cho con tới lớp học sao? Trời ơi, Giang Hỷ bận rộn từ sáng tới tối. Phải vừa quét sân và phải dọn dẹp phòng. Còn phải quản lý coi chừng thêm con. Sẽ khiến Giang Hỷ mệt tới chết rồi. Vì vậy con tới lớp học, tiện cho ta quản lý con. Hả? À, cái gì mà à, nếu không phải đi quét sân đó. Phụ tử già già, người cho con bệnh thêm vài con ngày đi. Con mất vợ trò đi nghe. Mai không được tới trễ, tới trễ ta phạt đó. Cẩm sắc vô đoàn ngũ thập thập quyền, nhất nhất quyền nhất trụ. Hôm nay Hồng Lăng tới học kìa. Trang sinh nhiều mộng mê hồ điệp, dòng đế xuân tâm tâm thác đổ quyền. Thường hải Trang Trang, minh tôi gọi quên đó. Lệ lệ la điền nhật ngoạn ngọc sinh yên, thử tình khả đãi thành truy ức, chỉ thị đưa thời dĩ dõng nhiên. Tốt. Bài thơ lúc nãy chúng ta vừa học ý nghĩa trong đó như sau. Chúng ta xem lại nghĩa cảnh của bài thơ thất ngôn này. Câu thơ ý nghĩa đan xen cảnh tượng mê ly. Để giải thích về nó, người sao mỗi người đều có một cách nói khác. Có người nói vì tiếc nuối quá khứ, tiếc nuối thời gian đã qua. Có người nói đó là vì nhớ tới người họ đã từng yêu. Phu tử, trong lòng nảy sinh tình cảm, vì vậy cũng có thể đáng tiếc nuối. Vậy lúc đó tại sao lại thấy ngẩn ngơ chứ? Trương Trân, còn thấy sao? Thời gian dần trôi, năm tháng như thôi đưa. Con nghĩ nhà thơ nhất định là vì năm tháng qua đi mà cảm thán như vậy. Nhất quyền nhất trụ, thanh xuân niên qua. Trong tim Trương có Trang tình, nhưng Trương lại Trang lẫn lộn. Không hiểu rõ lương duyên do trời định. Tùy duyên càng đáng quý, nhưng là hai người có thể yêu thương lẫn nhau. Không nên đợi tới gần đất xa trời. Tuổi trẻ đã đi qua rồi, đừng đợi tới khi ngọc có nước mắt, ngọc có khói mới biết thời gian tươi đẹp đã qua. Buồn phiền thất vọng. Trương Trân. Có học trò. Bài thơ thất ngôn này đối với Hồng Lăng mà nói quả thật là có hơi khó hiểu. Con hãy chỉ thêm cho con bé, giúp cho văn chương của con bé tốt lên rồi giao cho ta. Dạ, phu tử. Tốt. Đọc sách đi.
Cẩm sắc vô đoan, ngũ thập quyền, nhất quyền, nhất chủ tư hoa liên. Tử tình khả đãi, thành truy ức, chỉ thị đương thời dĩ dõng nhiên. Dõng nhiên? Dõng nhiên có nghĩa là gì? Dõng nhiên là chỉ sự thất vọng, ngẩn ngơ. Còn nữa, giống như là trong lòng thiếu đi một thứ gì đó. Vậy cảm giác đó như thế nào? Tôi nghĩ cảm giác không được vẫn tốt hơn. Vậy tại sao huynh cảm giác được, còn tôi thì không thể chứ? Bởi vì loại cảm giác đó rất khó chịu đựng nổi. Được rồi, chúng ta đọc lại lần nữa. Cô đó phải ráng nhớ hết những chữ này mới học thuộc được. Đọc thôi. Thôi đi, hay là để tôi tự ôn tập. Huynh cứ đi về trước đi. Còn sớm mà. Huynh đó có rảnh rỗi thì hãy tới chỗ của mẫu đơn cô nương, nói chuyện tâm tình với cô ấy. Hồng Lan à, cô cảm thấy tôi thực sự nên đi gặp mẫu đơn cô nương nói chuyện sao? Có lẽ cô cũng rất là muốn gặp huynh. Huynh xem, lần trước anh hùng cứu mỹ nhân, chắc bây giờ tình cảm của cô ấy dành cho huynh càng ngày càng nhiều. Nhưng mà tôi thấy rất lạ. Tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và cô dường như rất xa. Không phải chứ? Thật đó, lúc tôi gặp cổ ở đầm Bích Ba, mọi người nói chuyện rất vui. Nhưng mà lần trước gặp ở trong tháp, bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng xa cách, như là chưa từng nói chuyện với nhau vậy. Có cảm giác như chưa từng gặp nhau bao giờ. Tóm lại, cảm giác kỳ lạ lắm. Có lẽ ở chỗ huynh thật là, người ta là thiên kim đại tiểu thư mà, ở trước mặt nhiều người như vậy, nhất định phải giữ khoảng cách với huynh chứ. Có đúng hay không? Cũng phải ha. Vậy huynh nhanh chóng dạy cho tôi. Hai chữ này đọc như thế nào? Dõng nhiên. Thông minh. Thương Hải Nguyệt Minh, Châu Hữu Lệ, Lam Điền Nhật Noãn, Ngọc Sinh Yên. Thử tình khả đãi, thành truy ức, chỉ thị đương thời dĩ dõng nhiên. Đừng nên để cho tuổi trẻ qua đi mới thấy thất vọng. Mặc đạo bách thiên, kim dĩ thể, độc mộc phương tĩnh, tài ngạc duyên. Là thơ ai viết vậy? Sao con cảm thấy dường như đã nghe ở đâu rồi? Là của Quế Chi Minh. Của người? Cái gì mà nói cho người biết nè, kỳ hạn của Lâm Dương cũng sắp tới rồi. Lụa đỏ của Trương Trân và Mẫu Đơn còn không biết tới bao giờ nữa đó. Làm sao đây? Trương Trân không có đi gặp Mẫu Đơn hả? Đương nhiên là không có. Ta đã sớm tuyệt vọng rồi. Làm sao bây giờ? Thương Hải Nguyệt Minh, Châu Hữu Lệ, Lam Điền Nhật Noãn, Ngọc Sinh Yên. Thử tình khả đãi, thành truy ức, chỉ thị đương thời dĩ dõng nhiên. Thử tình khả đãi, xảy ra chuyện gì vậy? Truy chuyện này hay là chúng ta tiếp tục diễn dài mẫu đơn bằng Trương Trân đi. Không được, Trương Trân đã phát hiện ra hai mẫu đơn không có giống nhau. Vậy sao? Không thể để cho họ thích mẫu đơn giả và Trương Trân giả được. Con phải nghĩ ra cách để họ thật lòng yêu thương nhau. Thật lòng yêu nhau hả? Vậy con có biết cái gì là thật lòng yêu nhau không? Có nhiều đèn lồng quá. Ở bên kia có nhiều quá kìa. Đèn lồng đẹp thiệt. Tại sao có nhiều đèn lồng vậy? Tết Trung Thu dĩ nhiên phải treo lồng đèn. Trung Thu là cái gì? Bởi vì tháng 8 âm lịch là giữa mùa thu gọi là Trung Thu. Mà ngày 15 tháng 8 âm lịch là ở giữa mùa thu cho nên mới gọi là Trung Thu. Vậy đón Trung Thu thế nào? Có phải là ăn uống thoải mái hay không? Đương nhiên không thể tránh khỏi rồi. Nhưng mà Trung Thu là ngày tốt, ngày trăng tròn nhất. Nhà nhà người người tụ tập bên nhau, cùng nhau ăn bánh đoàn viên, cùng nhau ăn bánh Trung Thu, ngắm nhìn đèn lồng. Trương Trân à. Hả? Ngày tới Trung Thu, có phải đây là cơ hội để cho các đôi nam nữ thổ lộ tình cảm hay không? Giống như họ vậy. Phải đó. Trong ngày Trung Thu, huynh có cơ hội với mẫu đơn cô nương rồi. Tới lúc đó, hai người đã có thể... Trương Trân à,
trương trân. Ê, cô xem, dễ thương quá. Ấy, không có dễ thương, tôi có chuyện muốn nói với Quỳnh nè. Cái gì? Trong ngày trung thu, Quỳnh có thể hẹn mẫu đơn cô nương ra. Ơi, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe. Hai người có thể thổ lộ tình cảm với nhau. Trương Trân à, tôi nói Quỳnh nghe nè. Trong ngày trung thu, các tiểu thư đều phải thắp hương bái nguyệt để cầu nhân duyên, tặng cho son phấn bột nước, còn không phải để các tiểu thư chảy chuốt trang điểm càng thêm thức tha sao? Ai, tốt thì tốt đó, nhưng mẫu đơn tiểu thư là phượng hoàng trong phượng hoàng, chưa trang điểm đã có dung mạo hơn người rồi, huống hồ chi loại đồ vật tầm thường đó, làm sao kim phụ thiếu được chứ. Ừ, vậy cô nói tặng cái gì? Tôi thì đã sớm cho người chuẩn bị một miếng bạch ngọc có khắc tượng Bồ Tát lên đó rồi, mấy hôm nữa sẽ tặng tới kim phủ, hy vọng mẫu đơn tiểu thư thích nó. Chúng ta đoán tới đoán lui cũng không biết mẫu đơn tiểu thư thật sự thích cái gì nữa. Rốt cuộc Trương Trân tặng mẫu đơn cái gì mới được đây? Bác cười cái gì chứ? Chuyện này không phải đơn giản sao? Hả? Sư bá à, người biết được mẫu đơn thích cái gì hả? Ta đương nhiên là ta không biết, nhưng mà hiểu con nhất là mẫu thân mà. À, người nói là kim phu nhân hả? Ừ, chắc chắn là kim phu nhân biết. À. À, người nói là kim phu nhân hả? Ờ, chắc chắn là kim phu nhân biết. À. Mẹ, con gái xin thỉnh an mẹ. Ngươi sao vậy? Giờ rồi ngươi bị bỏng hả? Dạ không. Có đau không? Ngươi đi nghỉ trước đi ha. Dạ. Cẩn thận đó. Dạ. Mẹ, lúc nãy mẹ có bị phỏng không? Để con coi. Không sao không sao. Ngồi đi, mau ngồi xuống. Mẹ uống trà đi. Mẫu đơn, từ nhỏ tới lớn con chưa từng động một đầu ngón tay vào việc nhà. Hôm nay con làm sao vậy? Mẹ vì con cực khổ bao nhiêu năm nay, con rót nước cho mẹ cũng là nên làm mà. Mẹ à, sắp sửa tới Tết Trung Thu rồi, con muốn tặng mẹ một món quà. Mẹ thích cái gì hả? Mẹ không thiếu gì hết, chỉ có một thứ này. Thứ gì? Chính là muốn con hạnh phúc, vui vẻ. Mẹ, vậy mẹ có biết con gái muốn món quà gì không? Đương nhiên là mẹ biết rồi. Không phải chính là ngày con xuất giá hay sao? Con chờ chút, mẹ đi lấy món đồ này cho con xem. Mẫu đơn. Cái mão phượng này là tiên thái hậu ban cho tổ mẫu con, cho nên mẹ quyết định vào ngày con xuất giá truyền chiếc mão phượng này cho con. Đa tạ mẹ. Đáng tiếc khi truyền tới tay mẹ, không cẩn thận làm mất hạt ngọc minh châu quan trọng nhất. Nhưng mẫu đơn à, con yên tâm, mẹ đã nhờ người hỏi thăm khắp nơi, nhất định sẽ giá chỗ hạt minh châu này y như cũ. Minh châu? Không phải có rất nhiều minh châu sao? Chiếc mão phượng này giá trị liên thành, sao có thể tùy tiện phối được? Chỉ có loại minh châu hiếm lạ nhất, trân quý nhất mới xứng với nó thôi. Cảm sắc Lý Thương Ẩn. Cảm sắc Vô Đoan Ngũ Thập Quyền. Nhất quyền nhất trụ tư hoa niên Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp. Dòng đế xuân tâm thái độ nguyên. Trương Trang, thương hải nguyệt minh châu hữu lệ. Lam điền nhật noạn ngọc sinh yên. Thử tình khả đại thành truy ức. Chính thị đương thị dị dọng nhiên.
Giọng đế xuân tâm thác đổ quyên, thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, lam điền nhật noãn ngọc sinh yên, thử tình khả đãi thành truy ức. Trương Trang, chính thị đương thời dĩ dõng nhiên. Hai đứa con không chịu chú tâm nghe giảng bài, lại làm cái gì ở đây? Dạ dạ tụi con vẽ hoa đăng đó. Con định dịp Tết Trung Thu treo hoa đăng ở trong thư viện. Hoa đăng hả? Dạ. Đúng đó đúng đó. Đúng. Hoa đăng. Không lo học hành, ta phạt hai con 6 giờ học đi quét dọn thư cát. Hả? Xong làm mấy cái hoa đăng treo ở cửa thư viện ha. Cầm lấy. Dạ đi. Dạ đi. Dạ tiếp đi. Đang dĩa hoa đăng đó. Đều tại huynh, hai chúng ta khuya dậy rồi còn phải quét dọn nữa. Cái gì? Tại cô chứ. Tôi đã nói với cô trong giờ học phải chuyên tâm rồi. Tôi lo lắng thay huynh, giúp huynh nghĩ cách thôi. Lại sao nữa đây? Nè, huynh chuẩn bị tặng món quà gì cho mẫu đơn cô nương làm quà Trung Thu vậy? Chuyện này tôi cũng chưa nghĩ tới. Tết Trung Thu đó, huynh không có suy nghĩ chút nào cho vị hôn thê của huynh hả? Đâu có được. Nói cũng phải, từ khi tới Kim Phủ tới giờ, mẫu đơn tiểu thư vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi. Tôi muốn nhân dịp Tết Trung Thu tặng cho cô ấy một món quà thể hiện tâm ý. Vậy quý tính tặng gì? Chuyện này để tôi suy nghĩ kỹ đã. Vậy quý có biết cô ấy thích gì hay không? Mẫu đơn tiểu thư thanh tân cao nhã, tôi nghĩ cái cô ấy thích không phải là vật chất tầm thường. Vậy cũng đúng. Cô ấy thích viên minh châu, còn không phải thứ người bình thường có thể lấy được. Châu? Là châu gì? Không có gì hết. Ngay rồi đó làm gì? Quét dọn đi. Tránh ra. Hả? Tránh ra đi. Nhưng mà chỗ kia dơ hơn kìa, sao huynh không quét? Đây chính là chỗ dơ nhất rồi. Tránh ra, tránh ra. Ê, tránh ra, tránh ra đi. Huynh cố ý có đúng không? Mệt muốn xỉu luôn. Nghỉ ngơi một chút đã. Đây. Trương Trân. Hả? Hồng Lăng. Rốt cuộc có phải tôi đang nằm mơ không? Có gì khác biệt sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Tôi... Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trò hay còn ở phía sau kìa. Đi. Được. Lại đây đi, lại đây. Lại đây. Hả? Lại đi thôi. Đi thôi, nhanh lên. Nhanh lên. Đi thôi.
Mau lên, mau lên. Như vậy Quỳnh đã nhìn rõ chưa? Ừ. Ê, sao rồi, sao rồi hả? Hồng Lăng, sao bây giờ cô mới tới vậy? Bảo bố cát tường trong tàng bảo cát đã đóng xong rồi, mau đi thôi. Vậy sao? Đa tạ mọi người nha. Bọn họ là bằng hữu của tôi. Bằng hữu? Ừ, đi thôi. Chúng ta đi đâu vậy? Tới tàng bảo cát. Tàng bảo cát để làm gì? Đi giúp huynh chồng một món quà cho Kim Mẫu đơn. Quà sao? Ê, không được không được. Sao tôi có thể lấy đồ của người ta chứ, rồi lại đem tặng cho một người khác? Như vậy quá bất lịch sự. Không được không được. Có gì mà bất lịch sự chứ, giờ tới cũng đã tới rồi, thì cứ đi xem đi. Ê, nè, có phải chỗ đó rất đẹp không? Đương nhiên rồi, trong tàng bảo cát của Long Cung cất giữ rất là nhiều bảo bối dưới đáy biển. Trên trời và nhân gian không có thì ở đây đều có. Ê, vậy chỉ nhìn một cái thôi nha. Được, biết rồi. Quỳnh mau coi đi, san hô ở ngay dưới chân chúng ta. Rất wow, đẹp đúng, đúng không? Vậy, đẹp quá đi. Có màu đỏ nè, có màu xanh nữa. Có nhiều màu sắc quá. Đẹp thật đó, lại còn rất nhiều nữa. Ê, hả? Quỳnh nhìn đi, Quỳnh nhìn đi. Kìa, kìa. Đó là gì vậy? Cá bảy màu đó. Wow, lớn quá đi. Rất đẹp đúng không? Chúng đều là bằng hữu tố của tôi. Hả? Quỳnh chào chúng một tiếng đi. Nè. Hả? Xin chào. Bằng hữu tốt à? Ừ. Nhưng là bí mật nha. Có nhìn thấy cái kia hay không? Rùa biển đó. Rùa biển? Một con rất là lớn đúng không? Rùa biển lớn vậy. Đúng đó. Quy linh cao chính là do chúng làm ra. Thật sao? Nhất định phải lớn như vậy mới được. Cái này là cái gì vậy? Cái này là thủy mẫu đó. Thủy mẫu? Sao nhìn nó cứ dính dính dơ dơ? Có sao? Chúng nó rất sạch sẽ, rất lương thiện đó. Vậy sao? Quỳnh mau chào hỏi chúng đi. Xin chào. Cái nào biết ăn thịt người? Hả? Ê, mau nhìn kìa. Wow. Wow. Nè, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi hả? Thì ra là một giấc mơ. Quỳnh nằm mơ hả? Quỳnh mơ thấy tôi sao? Tôi còn phải đi quét dọn. Cái này thì sao? Quỳnh nhìn xem. Hả? Để tôi coi thử. Đừng có sợ vô. Đồ keo kiệt đúng không? Keo cái này kiệt là đó. Của tôi. Là bảo bối đó. Bảo bối Quỳnh cho tôi xem thử. Ngô Trác Chính, cầm bảo vật gì vậy? Chưa nhìn thấy bao giờ đúng không? Thứ này là Tỏa Dương Châu, danh bất hư truyền của Đại Tống đó. Cũng là món quà Trác Tống Quỳnh tối nay sẽ tặng cho tiểu thư Mẫu Đơn đó. Tỏa Dương Châu là gì vậy? Tỏa Dương Châu mà cô cũng không biết sao? Trong truyền thuyết nói, trong triều đình thời Thịnh Đường, đây là thánh vật của nước Thiên Trúc Tiến Cống, có giá trị liên thành đó. Nó có đáng là gì? Chỉ là một món quà nhỏ thôi mà. Nè, tôi đảm bảo nha, buổi tối hôm nay món quà này mà xuất hiện, Mẫu Đơn tiểu thư chắc chắn sẽ không thể nào chạy thoát được đâu. Trác Chính huynh à, tối nay cứ chờ mà ôm người đẹp đi. Không vội không vội, nói câu này còn sớm quá. Hồng Lăng cô nương. Hả? Cũng hiếm khi cô tới tìm tôi. Cô tới tìm tôi là có chuyện gì vậy? Đúng rồi, tôi quên nhắc, Quỳnh nhớ. Phu tử nói. Hả? Phu tử nói gì? Phu tử nói ở đây không tiện nói. Hả? Tối nay giờ dậu gặp nhau ở Tử Lầu Bạch Phàng, chúng ta vừa uống vừa nói, thấy thế nào? Được, hay đó. Vậy tới lúc đó gặp nha. Được. Hứa rồi đó nha. Hứa rồi đó. Đúng đó. Phải nói Duy Ngọc này là đồ tốt đó nha, Quỳnh xem nè. Rớt xuống đó rồi. Chết rồi, rớt xuống đó rồi. Nè, ở dưới kia kìa. Lý Thần Vũ, ngươi làm rơi minh châu của ta. Trương Trân. Trương Trân à, món quà Quỳnh tặng cho Mẫu Đơn cô nương đã chuẩn bị xong chưa? Hiếm khi tối nay hai người cùng nhau đón trung thu. Quỳnh đã thu xếp xong hết chưa? Thể hiện tấm lòng thôi mà, có cần phức tạp tới vậy không?
Trời ơi, đừng có đọc nữa. Cả năm mới có một ngày trung thu thôi. Quỳnh có cơ hội đón cùng mẫu đơn cô nương, Quỳnh còn không biết nắm bắt cơ hội, thể hiện thật tốt. Sao Quỳnh chẳng lo lắng chút nào hết vậy? Trời ơi, cô đừng có sốt ruột mà. Thiệt tình, người biết tôi nhất định sẽ hiểu cho tấm lòng của tôi. Tôi không cần phải biểu đạt đâu. Quỳnh không sốt ruột nhưng mà tôi sốt ruột. Cô sốt ruột như vậy để làm gì? Tôi tự có dự định riêng của mình. Không được. Quỳnh đi theo tôi. Cái gì mà tự có dự định chứ? Tôi không có đi đâu. Đi theo tôi đi. Tôi còn phải đọc sách nữa. Đi đi đi. Cô để tôi cầm cái túi đã. Mau lên đi. Mời vào trong. Chào Trương đại nhân. Chào ngài. Mời người vào trong. Từ từ thôi. Trời ơi, Thẩm đại nhân. Thẩm phu nhân, quan nghênh. Kim thừa tướng bây giờ đã ở bên trong chờ mọi người lâu rồi. Khách sáo. Hôm nay trung thu chỉ chờ tới chỗ Kim đại nhân để hưởng hào quang. Hy vọng Thẩm đại nhân vui hết mình. Mời vào trong. Phủ thừa tướng. Náo nhiệt quá. Nhược Lan tiểu thư, Trương công tử, đây là... Động quản gia. Hôm nay là Tết trung thu, ta đem tới vài món ta làm mà ca ca rất thích, phiền ông báo lại một tiếng. Cô vất vả rồi, đại nhân chúng tôi hiện giờ đang tiếp khách ở bên trong. Như vậy đi, tôi giúp hai người đem vô ha. Không cần đâu, cứ để ta tự đem vào. Vậy được rồi, xin mời theo tôi. Mời vào trong. Công tử, mời. Kim phủ đúng là không đơn giản. Kim phủ thật không đơn giản. Kim phủ đúng vậy, thật là hào phóng, khác hẳn với những quan khác. Đúng là hào phóng, khác hẳn với những quan khác. Người ta giàu có khác, mình thật là có khí khái. Nhà giàu có khí khái. Đúng vậy đó, ước gì mình được như vậy. Kim phủ thật là đơn giản. Khác hẳn với những nhà quan khác. Đúng vậy. Lộng lẫy ghê. Thật sự rộng lắm. Nhìn kìa, toàn là khách quý. Náo nhiệt quá trời. Phu nhân xin chào bà. Ca ca. Kim thúc thúc, Kim phu nhân. Tẩu tẩu. Nhược Lan Trần gì tới thì tốt. Ta định cho mời hai người tới đây đó. Hôm nay là Tết trung thu, Nhược Lan nhất định tới thăm ca ca và tẩu tẩu. Nhược Lan không có món quà gì cao quý, chỉ có mấy món ăn. Mong là ca ca tẩu tẩu đừng chê bai. Tới là được rồi. Còn quà cáp làm gì? Chúng ta là huynh muội, không cần làm vậy. Đúng vậy. Khách khứa tới đây, thứ nên tặng họ đều tặng hết rồi. Nào là trân châu, ngọc bội, dược liệu. Làm khó cho muội muội phải đích thân xuống bếp. Mấy việc này để đám hạ nhân đi làm là được rồi. Hơn nữa có một số nguyên liệu ở bên ngoài cũng chưa chắc đã mua được. Việc gì phải phiền muội muội cực khổ. Tay nghề nấu nướng của Nhược Lan chưa tốt, nhưng những món ăn mà muội nấu ở bên ngoài chưa chắc đã mua được. Một chút lòng này mong ca ca và tẩu tẩu đừng chê. Muội nói gì vậy? Những món muội làm ca ca luôn thích ăn nhất. Nè, vậy hai người đừng đi vội. Đêm nay trăng tròn, chúng ta cùng ngắm trăng. Đúng rồi, bằng hữu thỏa nhỏ của muội cũng sẽ tới. Bọn muội có thể cùng nhau ôn lại chuyện cũ rồi. Đa tạ ý tốt của ca ca. Nhược Lan đã làm dâu nhà người ta rồi, không tiện đón Tết ở nhà mẹ ruột. Như vậy đi, muội để Trân Nhi ở lại đây để nó cùng với ca ca thưởng nguyệt được không? Mẹ, vậy con cũng về cùng với mẹ luôn. Trân Nhi à, Nhược Lan muốn đi vậy ta cũng không gượng ép giữ lại. Con cứ ở lại phủ đi, có nhiều quan nhân khách quý tới phủ chúng ta. Tới lúc đó ta sẽ giới thiệu con. Với lại cũng đã chuẩn bị tiết mục, con thường ngày học hành cực khổ, hôm nay có thể thư giãn một chút. Con... Trân Nhi, thúc thúc con nói đúng đó, con ở lại đi. Dạ được. Vậy Nhược Lan xin phép cáo từ. Chúc ca ca và tẩu tẩu trung thu đoàn viên. Mẹ, con tiễn mẹ ra ngoài. Hoàng nhân, cô ta đúng là không biết đối nhân xử thế. Kêu cô ta ở lại đây, cô ta còn không đồng ý. Chẳng phải là sợ nhìn thấy người khác bây giờ đều là phu nhân nhà quan hay sao? Ừ.
Ta đã nói với cha ta rồi, không cần phải phô trương như vậy, nhưng cha ta một mực không chịu. Các tỷ muội xem cái giường này toàn là hoa mẫu đơn. Cha ta nói là đã đón Tết thì phải có không khí Tết mới được. Với lại như vậy mới xứng đáng cái tên của ta, mẫu đơn. Nè, các tỷ muội xem cây quạt toàn là hoa mẫu đơn. Vậy nên ta mới mời các tỷ muội tới đây để cùng thưởng qua. Khu vườn này đúng là không giống với những chỗ khác. Có điều mẫu đơn nè, cha cô cũng suy tính chu đáo thật. Biết được là tối nay cô không thể cùng bọn ta vào cung thưởng nguyệt, cho nên mới đặc biệt chăm chút tỉ mỉ khu vườn này. Đúng là hiếm có. Vào cung thưởng nguyệt gì vậy? Trời ơi, mẫu đơn muội vẫn chưa biết sao hả? Thái hậu mời bọn ta tối nay vào cung thưởng nguyệt. Vậy tại sao không mời ta? Trời ơi mẫu đơn, cô cũng đừng có buồn. Thật ra Thái hậu vẫn luôn rất thương cô. Chỉ là những người được mời tới tối nay đều là những người chưa có hôn ý. Đúng vậy. Vậy cho nên mẫu đơn muội. Nói thật nha, hai ngày trước Thái hậu đã sai người tặng ta một món quà. Thì ra là người thấy ta cô đơn, cho nên Thái hậu đối với ta rất yêu thương ta. Phải vậy. Mẫu đơn tiểu thư. Kìa, ai tới kìa. Quấy rầy nhã hứng của các vị tiểu thư đi dạo rồi. Tiểu sinh Trưng Trưng chỉ là muốn tới tặng món quà mọn cho mẫu đơn tiểu thư. Trời ơi, đây không phải là vị hôn phu của mẫu đơn Trưng Trưng sao? Đúng đó. Đúng là có phong độ người tri thức. Phải. Không cần khách sáo, đa tạ công tử. Tiểu thư mới là khách khí rồi. Đây là một chút tấm lòng tiểu sinh chuẩn bị, hy vọng tiểu thư sẽ thích. Nè, mau đi xem thử. Có thể đi, có thể đi. Được đó. Mau lên, mau lên. Nè, nè, ta xin thử. Trời nữa. Ơi, nè. Đây là thần bút từ vị quả sĩ nào đây vậy? Trương Trương. Mẫu đơn, bức họa này là cô có phải không? Công tử đây quả là tài qua hơn người, không tặng trân châu ngọc quý, đó là những hạng phẩm vua tục tử mới tặng. Công tử đây quả là hiếm có đó mẫu đơn. Đúng vậy, mọi người xem, vậy đúng là có thần chứ, bút pháp không tệ. Tất nhiên rồi, chắc hai người họ thường xuyên gặp nhau mới có thể vẽ đẹp như vậy. Bút pháp không tệ nha. Gặp mặt vậy chẳng phải là mất danh tiếng sao? Trả lại công tử nè. Các vị tiểu thư, mọi người đừng nói lung tung. Tôi và mẫu đơn tiểu thư thật sự không hề gặp riêng. Đa tạ các vị quan tâm. Đa tạ ý tốt của Trương công tử. Bút pháp của Trương công tử quả là cao thâm. Bức họa là món quà đẹp nhất, đặc biệt nhất mà mẫu đơn nhận được. Món quà này mẫu đơn sẽ giữ thật cẩn thận. Song Nhi, mau qua đó nhận quà đi. Dạ tiểu thư. Tiểu sinh xin cáo từ. Không tiễn nha. Nè, giống gì đó, có lòng ghê, có lòng ghê à, có lòng quá ha. Ăn đi. Bây giờ ai mà ăn mấy món kiểu này nữa? Chả trách đại nhân với lại phu nhân nhà ta đều chê. Đúng vậy, đổi lại là tôi á, tôi cũng không muốn ăn. Mùi mùi của ngài ấy cũng thiệt tình. Ăn mặc thì quê mùa rách nát. Đã vậy, còn đem mấy món vậy tới đây nữa. Chẳng trách phu nhân nhà mình chê cô ta. Được rồi, đừng nói nữa. Ăn xong á, còn phải làm việc nữa ha. Khách khứa tới giờ. Thôi, ăn đi. Bà dị phu quân Trương Văn Tường.
Dì Lan cẩn thận nha. Cha, cho đừng đọc sách nữa, ăn cơm đi cha. Được, ăn cơm thôi. Nào nào, ăn Trần cơm Nhi thôi. Gọi ta ăn cơm rồi. Đừng tâm, mau về nhà ăn cơm thôi. Trần Nhi, đây, ăn cơm. Mẹ, Trần Nhi. Đưa đèn lồng cho ta. Dạ. Ăn cơm thôi, nào. Của dì Lan nè. Thật là lễ phép. Cái này của cha. Được. Gấp thức ăn cho dì Lan ha. Dì Lan đã cực khổ rồi. Đúng. Dì Lan cực khổ rồi. Đa tạ Trân Nhi. Nè, của con đây. Đa tạ cha. Chúng ta cùng ăn đi. Nào. Nếu cha con nhìn thấy dáng vẻ con bây giờ, chắc chắn sẽ vui lắm. Con ngày càng giống cha con đó, nhất là cái tướng đi. Con làm sao mà dám so với cha chứ? Con cũng biết, thật ra ở trong lòng mẹ, chỉ có một người luôn luôn quan trọng hơn Trân Nhi, và người đó chính là Trương Văn Tường. Con cũng biết là mẹ vui đó. Nè, con đang ở Kim Phủ mà, sao tự nhiên lại chạy về đây? Lúc con đi về có chào hỏi ai chưa? Đương nhiên là chào rồi, con làm sao có thể không từ mà biệt được. Nhưng mà con cảm thấy nếu như không thể về nhà và cùng đoàn tụ với mẹ thì sao có thể coi là Tết Trung Thu. À đúng rồi, những món mà mẹ đem tới có ai thích ăn không? Tất nhiên là thích rồi. Tay nghề của mẹ còn phải nói nữa sao? Bây giờ không còn mấy ai biết nấu những món này. Con nhìn thấy Kim Thúc Thúc ăn hết sạch sẽ luôn. Vậy thì tốt. Dịp Tết Trung Thu chính là hy vọng người trong nhà có thể quây quần vui vẻ bên nhau. Ê mẹ, đừng nói nữa, con đói bụng lắm rồi, con muốn ăn món mẹ làm. Chúng ta ăn cơm được không? Được. Đi ăn cơm. Dễ người ta khó coi như vậy, còn dễ mặt ta tròn như cái mâm. Nó tròn tới vậy sao? Quan trọng nhất là đem tranh ra trước mặt nhiều người như vậy, cái tên này chẳng biết ý tứ gì hết. Tiểu thư, phu nhân gọi người đi ăn cơm. Buổi tiệc tối sắp sửa bắt đầu rồi. Còn tiệc tối gì nữa? Người khác đều vào cung ăn tiệc hết rồi, chỉ có mình ta ngồi ăn tiệc tối. Người đi nói với mẹ ta, ta không ăn đâu. Cứ nói phu nhân là ta bị bệnh rồi, ta không được khỏe. Tiểu thư, người đừng đi theo ta. Ta ra ngoài giải khuây. Cái này dứt đi. Trần đệ, Trần đệ,
ra uống rượu nè. Đi đâu rồi ta? Không biết dễ thì đừng có dễ. Dễ người ta khó coi như vậy, chẳng có tài cán gì. Nè, cô là ai vậy? Ngươi là ai vậy? Ta hỏi cô là ai? Khuya vậy rồi còn ở đây làm gì? Ngươi mặc kệ ta là ai. Ta có biết ngươi là ai đâu. Khuya như vậy rồi, ngươi tới đây làm gì? Sao hả? Không nhận ra ta sao? Là một nữ nhi, nửa đêm canh ba, tới nơi này làm gì chứ? Không có gì, thấy không vui nên một mình ra ngoài đi dạo. Giống ta đó, tâm trạng không tốt, ra ngoài hít thở không khí. Thì ra tâm trạng huynh cũng không tốt mà. Nhưng mà không tốt thì có thể làm sao chứ? Phiền não vẫn là phiền não. Lẽ nào giống như kẻ ngốc, mỏi mặt không quan tâm gì hết? Vậy cô có muốn coi ta là kẻ ngốc không? Huynh bị bệnh hả? Huynh làm kẻ ngốc một lần cho ta xem. Uống đi. Ta không biết uống rượu. Rượu này không có độc đâu. Cha ta nói rồi, là một nữ nhi không được uống rượu. Vậy ta đành đổ nó thôi. Sao hả? Có phải rất ngon không? Khó uống quá. Dễ uống hả? Khó uống đó. Bởi vậy mới nói cực kỳ dễ uống. Cực kỳ khó uống. Sao hả? Thoải mái hơn nhiều rồi phải không? Thật ra cô hét lên càng lớn thì phiền não sẽ bị cô hét ra càng xa, sẽ không quay lại nữa. Cô nhìn ta nè. Cực kỳ khó uống. Nè, đêm hôm khuya khoắt, huynh đừng có hét lung tung. Cô nói cũng đúng đó. Cực kỳ khó uống. Cực kỳ khó uống. Cực kỳ khó uống. Hét lớn hơn nữa đi. Cực kỳ khó uống. Cực kỳ khó uống. Đúng rồi, để nó quăng đi thật xa, nó sẽ không quay trở lại nữa. Cực kỳ khó uống. Nè, còn có thứ vui hơn nữa đó. Có thật không vậy? Ừ. Đây là cung vô tình. Còn cái này là tên hữu tình. Bây giờ cô đem tất cả những chuyện không vui toàn bộ trút lên trên cái cây tên hữu tình này, sau đó cầm cung vô tình bắn nó đi thật xa, càng xa càng tốt. Xa được chừng nào bắn tới chừng đó. Sau đó những chuyện phiền não của cô sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Thử đi. Thật hay giả vậy? Là thật mà. Nè, thử đi. À, đợi đã. Nói chuyện với công tử lâu như vậy vẫn không biết công tử tên là gì nữa. Ta là Mẫu Đơn, còn huynh? Cha, sao con lại một mình tới đây? Không có gì, con chỉ ra ngoài dạo một mình thôi. Cha biết là con có tâm sự, nhưng mà chuyện cha hứa với con nhất định sẽ làm được. Đa tạ cha. Cha, con vẫn nhớ nơi này. Hình như cha đã từng dẫn con tới đây thả diều, chơi đá châu chấu. Con cảm thấy hồi nhỏ thật là tốt, làm chuyện gì cũng thấy vui. Không như bây giờ, lớn rồi, không được như vậy nữa. Cha vẫn nhớ, hồi nhỏ con bướng bỉnh, buộc mấy con châu chấu lên diều. Con nói muốn cho châu chấu
cùng diều bay lên thật cao, nhìn cho thật xa. Dù sao thì hồi nhỏ rất là dễ hài lòng, vui vẻ vô cùng. Không giống như cha bây giờ, hàng ngày đều đối diện với mẫu đơn với vẻ mặt nghiêm túc. Mẫu đơn, người trong giang hồ không thể tự làm chủ, rất nhiều chuyện cha làm cũng vì không còn cách nào. Nếu như ta muốn thành công thì buộc phải trả giá. Mẫu đơn hiểu mà, mẫu đơn sẽ vì cha mà cố gắng. Thôi được rồi, cũng đã trễ, chúng ta về thôi. Cha, nhìn cha cười như vậy thật là vui đó. Khách quan đi thông thả. Ngày hôm nay chúng ta không sai không về. Đúng rồi, không sai không về, không về. Các vị công tử, phòng chúng tôi đặt ở đâu vậy? Để tôi tra giúp các vị nghe. Được. Nè, tôi nói các huynh nghe, ngày hôm nay chúng ta nhiều người như vậy, ta không tin là không hạ được một hòn lắng. Đúng đó, đúng rồi. Chắc chắn luôn. Chờ cô ta uống sai rồi, muốn biết bí mật của phu tử không phải rất dễ dàng sao? Đúng vậy đó. Sau này chúng ta ở trước mặt phu tử có thể nở mày nở mặt rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Ta thấy tu lượng của ta cũng không có lớn, dám hẹn chúng ta tới đây uống rượu. Ta đảm bảo chỉ cần không quá hai hiệp, chắc chắn hạ gục của ta. Tới lúc đó các chính binh có thể gặp mẫu đơn tiểu thư rồi. Ta cũng có thể đi thăm bảo cầm cô nương của ta. Ta thích Tuệ Phương cô nương. Mấy vị công tử tìm thấy rồi. Đưa mấy vị công tử lên lầu 3. Dạ được. Đi thôi. Mời công tử. Sao cô lại tới thật vậy? Bọn họ đang bàn nhau chuốc rượu cô đó. Trời ơi, yên tâm đi, không sao đâu. Đừng á tâm. Sao lại không chứ? Ê, mau lên. Hồng Lăng á. Hồng Lăng làm sao chứ? Đừng tâm con sao vậy? Tử lầu. Tử lầu gì chứ? Mùi nói rõ ràng đi. Hồng Lăng ở tử lầu bị người ta chuốt rượu á. Thôi Trương Trân, Quỳnh có nhìn thấy bộ dạng của Ngọc Trác Chính không? Liên tục gọi Hồng Lăng loạn lên. Ây chà, đừng có cười nữa. Ai kêu cô đi uống rượu cùng bọn họ chứ? Nguy hiểm lắm có biết không? Có gì nguy hiểm gì? Nếu như bọn họ... Hả? Coi như cô giỏi đó, có thể làm bọn họ uống tới như vậy. Tất nhiên là tôi giỏi rồi. Quỳnh coi, mặt trăng đang cười với chúng ta kìa. Ê, cô còn cười nữa. Nếu bây giờ bọn họ mà chạy ra đây là chúng ta phiền phức đó. Yên tâm đi, tôi tuyệt đối không để cho ai bắt nạt Quỳnh đâu. Hồng Lăng này tuyệt đối sẽ không để ai bắt nạt Trương Trân. Đi thôi. Được rồi, bây giờ cô nói tôi biết tại sao tối nay cô lại muốn đi uống rượu với bọn họ. Quỳnh muốn biết hả? Ừ. Được thôi, vậy tôi hỏi Quỳnh, Quỳnh có biết Tỏa Dương Châu là gì hay không? Tỏa Dương Châu? Hình như chính là thần vật Thiên Trúc Tiến Cống triều đình thời Thịnh Đường. Ê, bảo vật vô giá đó. Ngọc Trác Chính muốn tặng cho Kim Mẫu Đơn. Cái tên này rõ ràng biết Quỳnh là vị hôn phu của Kim Mẫu Đơn mà còn mặt mũi làm như vậy nữa. Hắn ta đúng là không coi Quỳnh ra gì. Tôi không quan tâm đâu. Nhưng mà tôi quan tâm. Tôi thấy Quỳnh ngày nào cũng vui mài kinh sử, đối với chuyện của Kim Mẫu Đơn không ngó ngàng gì tới. Tôi chỉ sợ Quỳnh bị họ lấn át thôi. Cô thật sự nghĩ như vậy sao? Đương nhiên tôi cảm thấy Quỳnh ưu tú hơn đám người Ngọc Trác Chính nhiều. Nhưng mà Mẫu Đơn thì không nghĩ vậy. Cho nên cô mới chuốc say bọn họ, không cho họ đi gặp Kim Mẫu Đơn. Cô đúng là xấu xa đó. Cái này Quỳnh cũng biết hả? Tôi biết là tôi không nên tự đưa ra chủ ý. Nếu như Quỳnh tức giận
thì Quỳnh cứ la tôi đi. Nhưng mà nói trước nha, đừng có hung dữ quá. Ơn như một giọt nước nên dùng dòng suối báo. Cô vì Trương Trân mà bận rộn, tôi lấy gì để trả ơn cô đây? Thì ra là Quỳnh không tức giận hả? Trời ơi, sao Quỳnh không chịu nói sớm chứ, làm tôi lo lắng cả ngày. Lần sau cô đừng có mạo hiểm nữa, giống như lần trước vậy đó. Nếu như cô lại bị thương thì phải làm sao? Tôi thực sự lần là... trước tôi nhất thời sơ ý cho nên mới bị thương thôi. Nếu như không thì ai dám bắt nạt tôi chứ. Ôi trời ơi, đúng rồi, hôm nay là trung thu mà. À, sao Quỳnh lãng phí thời khắc tốt đẹp như vậy chứ? Mau đi gặp Kim Mẫu Đơn đi. Mau đi đi. Vào mùa trung thu này nhân nguyệt đoàn viên, tại sao tôi phải đi phá hoại nhã hứng của người ta chứ? Âm dương quái khí, trả lời trật câu hỏi. Nè, rốt cuộc Quỳnh tặng thứ gì cho Mẫu Đơn vậy? Tôi tặng cho cô ấy một tấm lòng của Trương Trân. Thật sự không đáng nhắc tới. Đừng có dòng do nữa, mau nói đi. Sở trường của tôi là vẽ tranh tặng người. Vẽ tranh? Quỳnh đúng là thông minh ghê á, lại tặng Kim Mẫu Đơn món quà ý nghĩa như vậy. Chắc chắn là ăn đứt vàng bạc châu báu của họ rồi. Vẽ đầy một mảnh giấy chân tình. Chỉ đáng tiếc khó mà gặp được Tri Âm. Trời ơi, ghen kìa, ghen kìa. Không phải Quỳnh vẫn luôn ghét kiểu ghen tị này sao? Sao vậy? Hôm nay bản thân là ăn giấm rồi hả? Con người của tôi từ trước tới nay chưa ép buộc ai. Dù sao nói hay không người khác cũng không hiểu ý tôi. Nhưng mà có những lúc, có những tâm sự khó tránh cứ dâng lên trong lòng. Chết rồi. Nói chuyện càng ngày càng giống phu tử. Có sao? Trương Trân, tôi luôn coi Quỳnh là bằng hữu tốt như vậy, Quỳnh nên công bằng một chút có đúng không? Tại sao Quỳnh chỉ nghĩ tặng quà cho Kim Mẫu Đơn mà lại không nghĩ tặng quà cho tôi chứ? Cô cũng muốn sao? Đương nhiên là tôi muốn rồi. Tranh của Văn Tường Thúc là thiên hạ đệ nhất, Quỳnh là con trai của Thúc ấy, nói sao thì cũng là thiên hạ đệ nhị đúng không? Được thôi, mặc dù tôi biết cô đang an ủi tôi, nhưng mà ít nhất tôi cũng rất vui. Đa tạ cô làm hồng nhan tri kỷ của tôi. Mặc dù tôi có nhiều lúc cũng hay nói khoác một chút, nhưng mà lần này nhất định là vô cùng chính xác. Được thôi, tôi mặc kệ, Quỳnh nhất định phải tặng tranh cho tôi, nếu không tôi sẽ không để ý tới Quỳnh nữa. Được thôi, vậy cô muốn tôi vẽ cái gì đây? Cái gì cũng được. Cái gì cũng được? Quỳnh vẽ cái gì tôi cũng thích hết. Vậy không phải giống như chưa nói gì hay sao? Đi thôi. Hay quá. Đi. Hey, đi. Nhanh lên. Đây là tôi hả? Đúng là cô không nhìn lầm người. Người này chính là cô, người này là tôi. Không thể nào. Không lẽ... Nói ra cũng lạ. Hôm đó tôi mơ một giấc mơ, sau đó tôi liền không nhịn được, muốn vẽ nó ra ngay để mọi người cùng nhau chia sẻ một chút. Mơ hả? Quỳnh cảm thấy bản thân đã nằm mơ hay sao? Nhưng mà nói ra cũng lạ, tuy nói đó là mơ nhưng mà lại như thật. Nếu như nói đó là thật thì lại quá mơ hồ. Nhưng mà vùng biển đó thật sự rất đẹp. Vậy sao? Nè, vậy bên trong có đẹp hay không? Quỳnh có thích không? Nơi đó thật sự rất đẹp. Cho dù cô có tưởng tượng nó như thế nào thì cũng không bằng một nửa của nó. Quỳnh thật sự có một cái chiếc thần đó. Vẽ cũng giống y như thật luôn. Giống y như thật? Chẳng lẽ cô cũng nằm mơ thấy giấc mơ đó? Quỳnh có giấc mơ của Quỳnh, chẳng lẽ tôi không có giấc mơ của tôi sao? Tại sao hả? Yên tâm, tôi tuyệt đối không nói với Quỳnh đâu. Sơ dị dân dương, nái thị thú thề chỉ ý. Xuân thu thời hậu, thủ thần đa dị thị tại bàn giảng. Tam lượng tiểu tinh quyền quải, giá thị nhất đối tân nhân. Bằng nhiên tâm động địch thời khắc.
Kim tịch hà tịch, kiến thử giải hậu. Tử hề, tử hề như thử giải hậu hà. Dẫn dương tốc sở, tam tinh tại hộ. Trương Trân, trong này có nghĩa là gì? Nơi này là nơi để mà đọc sách học lễ. Mặc dù là thơ nói về mấy chuyện dân dương, nhưng không được phép làm mấy chuyện dân dương. Còn ra thể thống gì nữa? Bây giờ học tiếp. Hai con đứng mà nghe. Tử hề, tử hề, tử, ngươi làm ta tức chết rồi. Mẹ, con có một chuyện này muốn nói với mẹ. Con thích Hồng Lăng mất rồi. Còn Mẫu Đơn thì sao? Con xin lỗi. Con... Mẹ chỉ muốn biết một điều, rốt cuộc con có thích Mẫu Đơn hay không? Là lỗi của con. Vậy con muốn làm sao đây? Con muốn giống những người đàn ông thế tục, muốn hưởng phúc đa thê hay sao? Không đâu, Hàn Nhi tuyệt đối sẽ không làm vậy. Vậy rốt cuộc con nghĩ thế nào? Con chỉ là trái phải đều khó xử, không biết lựa chọn làm sao. Trần Nhi, con đừng có quên, con là người đã có hôn ước. Mặc dù Mẫu Đơn vẫn chưa cưới về, nhưng theo lễ giáo mà nói đã được coi là dâu của Trương gia. Nếu như hôm nay đòi quỷ hôn là Kim gia, chúng ta không có gì để nói. Nhưng nếu như hôm nay người đòi quỷ hôn là chúng ta, con đã nghĩ qua chưa? Mẫu Đơn sau này làm người thế nào? Đúng, Hài Nhi chỉ nghĩ cho bản thân, quả thật là quá ích kỷ. Trần Nhi, bây giờ con vẫn còn trẻ, không nên dễ dàng nói chữ yêu với một người. Chữ yêu này thật sự là quá nghiêm trọng, con phải trả giá cả một đời vì nó. Mẹ không hy vọng chỉ vì sự xúc động nhất thời mà hối hận cả đời. Con có hiểu không? Kiên học Nguyên Nguyên. Tại sao hôm nay lại có tuyết rơi? Trên núi mà, trên núi hay thường xuyên có tuyết rơi lắm. Tặng cho cô nè. Thật vậy sao? Ừ. Đẹp quá à. Cái này có tác dụng gì? Dùng để làm ấm tay. Cô cho tay vào trong này đi. Ừ. Vậy đúng vậy đúng hả? Đúng. Ấm quá à, dễ chịu thiệt. Tôi có thể sẽ không làm được gì cho cô nữa, chỉ có thể tặng cho cô mấy thứ này thôi. Trân Trân à, Quỳnh tốt thật. Quỳnh tặng cho tôi bức tranh đẹp như vậy, lại tặng cho tôi món quà đẹp và ấm áp. Quỳnh làm cho tôi biến thành kẻ tham lam rồi. Bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn đoán xem lần sau Quỳnh tặng tôi cái gì. Không có lần sau đâu. Hả? Đừng keo kiệt vậy được không? Tôi biết là tôi chỉ biết nhận quà, không làm được gì cho Quỳnh. Tôi hứa với Quỳnh, sau này tôi nhất định sẽ tặng một món quà thật lớn, được không? Hôm nay tặng đi. Hả? Tôi vẫn chưa chuẩn bị mà. Vậy cô tặng tôi một cái mỉm cười đi. Vậy sao tính là quà được chứ? Chỉ cần Quỳnh vui vẻ, lúc nào tôi cũng có thể mỉm cười. Vậy là đủ rồi. Sao hôm nay Quỳnh là lạ vậy? Hồng Lăng à, sau này cô phải sống cho thật tốt. Cho dù chúng ta không thể nào ngày ngày ở bên nhau, cô cũng phải mãi mãi vui vẻ, luôn giữ nụ cười như bây giờ nha, được không? Hả? Cái này có chút khó khăn đó. Không phải mỗi lần tôi đều cười như vậy đâu. Có lúc thì cười thật lớn, có lúc thì mỉm cười. Vậy cô đồng ý với tôi đi. Được, tôi đồng ý với Quỳnh.
Wow, mưa lớn thiệt đó. Tôi vừa mới nghĩ ra, phu tử còn có chuyện tìm tôi. Được. Hồng Lăng à, Hồng Lăng ơi, coi nè. Hồng Lăng à, Trương Trân tặng con đó. Ấy, làm gì vậy? Làm gì vậy hả? Con mau ném bỏ nó đi. Đem tất cả mọi thứ Trương Trân tặng cho con, toàn bộ dứt bỏ hết cho ta. Tại sao chứ? Hồng Lăng à, con có biết con gặp đại quả rồi không hả? Chúng ta kêu con giúp Trương Trân và Mẫu Đơn yêu nhau, chứ không kêu con và Trương Trân yêu nhau hả? Cái gì là yêu nhau vậy? Chính là con lúc nào cũng muốn gặp hắn hết trơn, trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới hắn, có chuyện gì thú vị thì muốn nói cho hắn biết hết. Còn nữa, chính là lúc nào cũng nghĩ ngày ngày có thể được ở bên hắn, chính là giống Kim Nhật Lan và Trương Nhật Tường vậy đó. Đúng, chính là như vậy. Không được đúng, tuyệt đối không được đúng, không được như vậy nha, không được như vậy đâu. Yêu sao? Con nhà đầu ngốc như ngươi biết cái gì là yêu chứ hả? Không được suy nghĩ lung tung. Đây là căn bản không là chuyện gì hết. Sư bá, con yêu Trương Trân. Yêu chính là khiến trong lòng con người lúc nào cũng nóng rực, con có thể cảm nhận được. Đây không phải là yêu, con căn bản không hiểu yêu con là hiểu, gì. Con hiểu được mà. Con... yêu chính là muốn ở bên nhau, yêu chính là không rời xa nhau. Thật yêu chính ơi, là muốn gì quỳnh ấy làm bất cứ chuyện gì, quỳnh ấy mà không vui thì con cũng thấy không vui. Yêu chính là cảm giác rất ấm áp. Con câm miệng ngay. Con có biết bây giờ con đang ở trong tình huống thế nào không hả? Con có biết là con và hắn là thân thử thế nào không? Con không cần lụa đỏ nữa hả? Con không muốn vượt long môn nữa sao? Con không biết nữa. Nhưng mà bây giờ ngoài Trương Trân ra, cái gì con cũng không nghĩ được. Con không nghĩ ra được thì ta giúp con nghĩ. Nói cho con biết nha Hồng Lăng à, từ mai trở đi, không, từ hôm nay trở đi, không, từ bây giờ trở đi, con không được phép đi đâu hết. Ta muốn con và Trương Trân một dao cắt đứt, mãi mãi không gặp nhau nữa. Hồng Lăng à, con phải nghe theo lời của sư bá. Phải đó Hồng Lăng, nếu không thì những gì mọi người làm về muội thành lãng phí hết luôn đó. Phải đó Hồng Lăng, có những chuyện không nên nhớ thì muội đừng nhớ nữa. Không được, con phải đi gặp Trương Trân. Con đã hứa tặng món quà cho huynh ấy rồi. Con Hồng Lăng à, con đã hứa với Long Dương muốn tặng lụa đỏ cho ngài ấy. Con hứa với sư phụ con phải vượt qua Long Môn trở thành Long tộc, không uổng phí công sức 500 năm bọn ta dốc hết tâm huyết vì con. Những thứ này con không nhớ nữa sao? Con nhớ chứ, tất cả con đều nhớ. Nhưng mà bây giờ con không thể rời xa huynh ấy được. Con thật sự thích huynh ấy lắm. Thật sự rất thích huynh ấy đó. Con đừng có ngốc nữa mà. Trương Trân căn bản không có thích con đâu. Người mà Trương Trân thích không phải là con, người hắn thích chính là Mẫu Đơn. Người hắn nên con... lấy chính là Mẫu Đơn. Mẫu Đơn chính mà. Là con, con chính là Mẫu Đơn. Mẫu Đơn mà Trương Trân thích là do con biến ra chứ bộ. Con đừng có lừa bản thân mình nữa. Con là Hồng Lăng, con là giả mạo mà. Ôi trời ơi, Hồng Lăng à, Hồng Lăng, con nghĩ thử xem, nếu như lúc đầu á con dùng khuôn mặt Hồng Lăng đi gặp hắn, vậy Trương Trân con còn thích con hay là không hả? Hả? Quỳnh ấy sẽ thích con thôi. Sư bá à, con biết người muốn chia rẽ chúng con mới nói như vậy. Nhưng mà tại sao người không tin rằng người Trương Trân thích là con chứ? Hồng Lăng à, con đang để tình yêu làm cho lu mờ lý trí đó. Con bình tĩnh lại nghĩ kỹ mà coi, đây căn bản không phải là chuyện rất rõ ràng hay sao hả? Người Trương Trân thích chính là con. Hồng Lăng bị thương, quỳnh ấy đi khắp nơi tìm con, con tận tâm chăm sóc. Hơn nữa còn những thứ quỳnh ấy tặng cho con, những thứ này vốn chỉ không liên quan tới Mẫu Đơn mà. Hồng Lăng à, nó có đích thân nói với con là nó thích con không? Con hả? Con, nó chỉ coi con là một cựu bằng hữu mà thôi. Một bằng hữu tốt, giống như là Đường Tâm và Triển Phong vậy đó. Trừ khi con tự mình nhìn thấy, nếu không con sẽ không tin đâu. Nếu như Trương Trân mà giống như những gì người nói thì cái gì con cũng sẽ nghe theo sư bá hết. Được, nếu như đã như vậy, ta sẽ để cho con nhìn rõ tất cả mọi chuyện. Trương Trân, tôi đang tìm huynh đó. Mẫu Đơn tiểu thư, tôi hỏi huynh, huynh có thích Mẫu Đơn không? Cái này
Mẫu Đơn tiểu thư. Huynh đừng có nói nhiều nữa, huynh chỉ cần nói tôi biết có phải huynh thật lòng thích Mẫu Đơn không. Xin lỗi nha, xin tha thứ cho tiểu sinh. Tha thứ cho huynh? Huynh muốn Mẫu Đơn tha thứ cho huynh, vậy huynh không thích Mẫu Đơn sao? Trong lòng tiểu sinh luôn có một bí mật, không biết phải nói như thế nào với tiểu thư. Huynh nói đi, cho dù huynh có thích ai, tôi cũng không giận đâu. Lúc đầu tiểu sinh quan tâm tới tiểu thư, nguyên nhân chủ yếu thật ra đó là vì tiểu thư giống với một hồng nhan tri kỷ của tiểu sinh. Cô ấy tên Hồng Lăng. Hồng Lăng? Huynh nói Hồng Lăng sao? Tôi biết chuyện này đã sỉ nhục tiểu thư, là tội không thể tha, xin tiểu thư tha thứ. Trời ơi, thật ra cũng có những lúc mấy chuyện tình cảm cũng rất khó có thể khống chế, huynh nói có đúng không? Nhưng mà khi trải qua nhiều ngày ở bên cạnh tiểu thư, lại phát hiện ra tiểu thư vừa dịu dàng vừa lương thiện. Hơn nữa, tiểu thư không chê xuất thân của Trương Trân, càng làm tiểu sinh cảm động. Tình cảm của tiểu sinh với tiểu thư cũng xảy ra biến hóa. Huynh xảy ra biến hóa gì vậy? Huynh đừng có nói với tôi là huynh vừa thích Hồng Lăng lại vừa thích Mẫu Đơn. Trước kia tôi không có xác định được, nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa. Xin tiểu thư tha thứ cho những sai lầm quan đường của tôi trước kia. Không phải, huynh đừng nói nhiều như vậy nữa. Huynh chỉ nói cho tôi biết rốt cuộc là huynh thích ai thôi, huynh chọn ai. Trước tới giờ tiểu sinh một lòng một dạ đối đãi với Mẫu Đơn tiểu thư, tôi tuyệt đối sẽ không phụ tấm lòng của Mẫu Đơn tiểu thư. Những lời huynh nói không phải là thật lòng, huynh hãy nghĩ lại thật kỹ đi. Huynh chỉ lời hứa nên mới nói như vậy đúng không? Huynh đừng miễn cưỡng bản thân, tôi không có trách huynh đâu. Cái này vừa là lời nói, vừa là lời thật tâm của tiểu sinh, xin tiểu thư tin tưởng. Huynh xác định huynh sẽ không hối hận? Huynh thích Mẫu Đơn thật hả? Tôi chắc chắn. Thì ra huynh vẫn luôn thích Mẫu Đơn. Vậy tôi... Mẫu Đơn tiểu thư. Huynh đừng có nói nữa. Mẫu Đơn tiểu thư. Mẫu Đơn tiểu thư. Rõ ràng huynh có thể nhận ra ta, sao huynh lại cứ không nhận ra chứ? Mẫu Đơn đối xử tốt với huynh, dịu dàng với huynh kia chính là ta, là Hồng Lăng. Ê, tình này đã sớm trở thành hồi ức, chỉ là bây giờ vẫn còn hoang mang. Sư bá, con đã hiểu rồi. Phải giống như những gì chúng ta mong muốn hay sao? Hả?
Trương Trân giờ đã thích mẫu đơn rồi, chúng ta có thể lấy được lụa đỏ. Con đừng có quên là phải lấy được lụa đỏ đó nha, đi dược Long Môn rồi trở thành Long tộc. Đây mới là điều mà con nên làm đó con à. Hơn nữa là con và Trương Trân không cùng một tộc. Cho dù Trương Trân có lựa chọn con á, con và cậu ta cũng không thể ở bên nhau được. Không. À, nhưng mà bây giờ Trương Trân đã thích mẫu đơn rồi ha, thì con phải nên vui mừng mới đúng chứ. Hả? Bây giờ việc con đã làm chỉ có một mà thôi, đó chính là quên hết tất cả đi. Hả? Được rồi Hồng Lăng à, con nên buông bỏ những cố chấp này xuống, mặc dù con sẽ rất đau khổ ha. Con vẫn muốn gặp huynh ấy lần cuối cùng. Hả? Con có rất nhiều chuyện muốn nói với huynh ấy. À, trời ơi, sao phải như vậy chứ? Chỉ là sát muối thêm vào vết thương thôi. Sư bá, con cầu xin người cho con gặp huynh ấy lần cuối đi, chỉ một lần thôi. Nếu như con đã quyết định chấm dứt với nó ngay tại đây, hà tất phải gặp nó lần cuối cùng chi vậy? Hả? Không được, không được. Sư bá, người từng nói đời người ngắn ngủi, chỉ chớp mắt một cái là có thể biến thành vĩnh viễn. Hãy để con tạm biệt huynh ấy một cách đàng hoàng, không để con phải hối hận ngàn năm. Ôi trời, nghe thê thảm quá. À, con đứng dậy đi. À, đứng dậy đi, được rồi. Sư bá, người đồng ý rồi hả? Vậy thì con có thể đi gặp mặt Trương Trân, nhưng mà ta có một điều kiện nha. Là điều kiện gì? Hồng Lăng à, con không thể chỉ nghĩ tới bản thân mình. Con nghĩ mà coi, Trương Trân không dễ dàng gì mới hạ được quyết tâm sau này chỉ yêu một mình mẫu đơn. Nếu như con lấy thân phận của Hồng Lăng xuất hiện, lại thêm một trận sinh ly tử biệt, vậy con nghĩ thử coi nó sẽ như thế nào? Quỳnh ấy sẽ rất đau lòng. Đúng vậy đó. Cho nên nếu như con thật sự yêu thích nó thì không nên tới làm phiền nó, không nên làm hại nó. Vô thanh vô thức, âm thầm tới từ biệt nó mới đúng đó con. Con hiểu không hả? Hả? Con đã hiểu rồi. Bích Ba Hi. Trương Trần Thúi dám thích mẫu đơn, dám thích mẫu đơn, dám thích mẫu đơn hả? Vậy mình vào đó có phải rất mất mặt hay không? Mẫu đơn, mẫu đơn. Cha, trễ như vậy rồi, cha ra đây làm gì vậy? Đã là giờ nào rồi, con thân là nữ nhi cứ đi lại trong vườn, còn ra thể thống gì? Vậy cha cũng nghỉ ngơi sớm đi. Mẫu đơn cũng nghỉ ngơi sớm, chúc cha ngủ ngon. Đợi đã. Cha còn chuyện gì nữa hả? Ngọc Dương gia phái người tới đưa lễ vật là Tỏa Dương Châu, chỉ định là muốn đưa cho con. Tỏa Dương Châu của Ngọc Trác Chính? Không phải mẹ con đã từng nói về Diên Minh Châu, cái mão phượng bị thiếu bất sầu vừa đúng thích hợp. Đợi tới khi con làm thái tử phi, cha sẽ đem nó làm của hồi môn. Con sẽ làm thái tử phi? Thái tử phi không phải là mong muốn lớn nhất của con sao? Nhớ đó, con đừng chạy lung tung, chạy nhầm phương hướng sẽ thành một lần xa chân thiên cổ hận. Cha, vậy con gái đi nghỉ trước nha. Hả?
Có phải cô đã nghe lầm không? Kim Sủng đó rõ ràng đã hứa hôn con gái mình cho Trương Trân rồi, sao lại cho nó làm thế tử phi được chứ? Chắc chắn không lầm đâu, ông ấy nói vậy mà. Tới của hồi môn cũng định luôn rồi. Kỳ lạ thiệt nha, một cô gái sao có thể hầu hai chồng được chứ? Ây cha, nếu như Mẫu Đơn thực sự muốn trở thành thái tử phi, vậy thì lụa đỏ của Trương Trân và Mẫu Đơn chẳng phải sẽ tan vỡ hay sao? Nè, sư bá à, con lên đó xem thử được không? Con cứ đi lên mặt đất xem như vậy thì được cái gì chứ? Con cũng không biết nữa. Sư bá à, xin người giúp con đi. Hả? Nếu đã như vậy chị bằng cứ sai tới cùng đi ha? Con cứ biết thành Mẫu Đơn tới Kim Phủ thăm dò coi, cố gắng làm sao từ trong miệng của Kim Sủng moi được thêm nhiều sự thật hơn. Lão Nhi nghe ngóng được Mẫu Đơn thật sự mỗi buổi chiều đều sẽ đi dạo ở Tử Trúc Viên bên ngoài Kim Phủ. Tới đó Lão Nhi sẽ dùng phép thuật nhốt cô ta trong giường, khiến cho cô ta tạm thời không thể thoát được. Nhưng phải nhớ kỹ là phép thuật này lâu nhất không quá 6 canh giờ, bởi vì tới lúc bình minh nó sẽ phải bị phá giải. Hồng Lăng, cô nhất định nắm bắt thời gian trước khi trời sáng, phải tra cho rõ chân tướng. Đẹp quá. Đẹp quá. Tỷ thư, nhìn kìa. Tiểu thư, chúng ta phải về rồi. Người mau coi đi, trên tay ta nè. Chúng ta về thôi. Mẫu Đơn à, mẹ. Không phải cô tới Tử Trúc Viên rồi sao? Sao về nhanh vậy chứ? Có phải là có chuyện gì khiến con không vui không? Đâu có đâu. Mẫu Đơn à, con phải học cách che đậy bản thân mình một chút. Sau này á, gả vào hoàng cung rồi, lúc đối diện với thái tử thì không được cứng đầu như vậy nữa. Con nhớ cho kỹ đó. Mẹ, con muốn biết là mẹ và cha chẳng phải nói muốn gả con cho Trương Trân sao? Sao giờ lại kêu con vào cung làm thái tử phi? Chuyện này là sao? Con gái, sao hôm nay con kỳ lạ quá vậy? Chuyện này thế nào con cũng đã biết từ sớm rồi mà, sao giờ tự nhiên lại quay lại hỏi mẹ chứ hả? Thì con sớm đã biết rồi, con chỉ cảm thấy hiếu kỳ thôi. Con vừa muốn gả cho Trương Trân lại vừa muốn làm thái tử phi, con không thể nào gả cho hai nam nhân được. Thì ra là như vậy. Chuyện này cha con sẽ tự có cách, con không cần phải quan tâm. Vậy Trương Trân thì sao? Trương Trân phải làm sao đây? Sao đột nhiên con lại lo cho người đó chứ? Con thấy huynh ấy là con trai của Văn Tường Thúc Thúc, và đó là bằng hữu tốt của cha, con phải quan tâm huynh ấy một chút. Nói tới người đó hả, ta lại tức giận.
cũng chẳng biết cha con tại sao lại đưa kẻ đó về phủ nữa. Mẹ không thích Trương Trân sao? Ta khinh đó. Mẹ nói cho con biết, từ tận trong lòng mẹ, ta rất coi thường kẻ nghèo hèn đó. Con gái, hôm nay rốt cuộc con bị làm sao vậy? Hả? Tất cả mấy chuyện này chẳng phải con đã biết sớm rồi sao? Sao con lại quan tâm tới kẻ đó chứ? Chẳng phải con một lòng một dạ muốn làm thái tử phi à? Con chỉ tùy tiện hỏi một câu. Nói chuyện gì đó? Quan nhân. Cha. Hôm nay mẫu đơn nó không giống với mọi ngày. Ông mau coi thử đi. Ta còn chuyện phải làm. Cha, con vừa mới hỏi mẹ về chuyện hôn sự của con. Con vẫn chưa làm rõ được, mẹ vẫn chưa nói cho con biết. Cha, hay là cha nói rõ cho con gái biết đi. Để lỡ sau này con có làm sai chuyện gì, cha đừng nói con gái là đại nghịch bất đạo. Sau bữa tối tới thư phòng gặp ta, ta sẽ nói rõ với con. Ta còn có việc phải đi. Con về phòng đây. Nè, gọi nè. Mẫu đơn tiểu thư, tôi muốn hỏi huynh một chuyện. Huynh thật lòng thích mẫu đơn có đúng không? Đúng vậy. Sao tiểu thư lại hỏi như vậy? Sao lại như vậy được? Sao lại như vậy được chứ? Tiểu thư à, rốt cuộc xảy ra chuyện điều gì? Điều tại ta không tốt, điều tại ta không tốt. Tại sao lúc đầu ta lại muốn huynh cùng mẫu đơn chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Nếu như nói huynh không thể ở bên cạnh mẫu đơn, huynh sẽ làm thế nào? Rốt cuộc tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, có thể nói tôi biết không? Bản thân tôi cũng chỉ biết sơ sơ thôi. Tóm lại huynh phải biết là tôi hy vọng huynh hạnh phúc, vui vẻ, còn lại không có gì quan trọng hết. Tôi biết rồi. Có phải chuyện của tôi và tiểu thư đã bị phu nhân phản đối? Huynh đã biết rồi sao? Phu nhân trước tới giờ vẫn phản đối hôn sự của chúng ta, tôi vẫn luôn biết mà. Vậy huynh không buồn hả? Từ lúc mới đầu, thái độ của phu nhân với tiểu sinh đã như vậy, sao tiểu sinh có thể không biết được? Chỉ có mình mẫu đơn tiểu thư luôn làm cho tôi cảm thấy rất khó nắm bắt. Tại sao huynh lại nói vậy? Thứ cho tiểu sinh nói thẳng, có lúc tôi cảm thấy giữa tôi và tiểu thư rất thân thiết, giống như hôm nay vậy. Nhưng lại có lúc tiểu thư biến thành một người xa lạ, cứ như cách xa tiểu sinh cả dạng dầm, giống như bữa Tết Trung Thu, khiến tiểu sinh không biết làm sao. Tiểu sinh tự biết có vẻ chuyện này rất hoang đường, nhưng tôi có thể đảm bảo với tiểu thư, sau này nhất định sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì phụ lòng tiểu thư nữa. Nếu như tiểu thư cảm thấy chuyện ở bên tiểu sinh là một chuyện miễn cưỡng, vậy tôi sẽ nói với Kim Thúc Thúc và mẹ của tôi, kêu họ hủy hôn ước này đi. Và sau này tôi sẽ không quấy rầy tiểu thư nữa. Dạ phu nhân, không hay rồi. Vừa rồi tôi thấy Trương công tử và mẫu đơn tiểu thư gặp nhau vụng trộm ở Tử Trúc Viên. Vậy tôi có chuyện này muốn hỏi huynh. Nếu như nói huynh và mẫu đơn sẽ phải chia xa, không thể ở bên nhau, trong lòng huynh có khó chịu không? Không đâu. Thiên nhai không đâu không có cỏ, huống hồ nam tử hán đại trượng phu, không thể đắm chìm trong nữ nhi thường tình. Thật sao? Huynh cười đi, cười tiếp coi.
Gạt người, ai mà tin huynh chứ. Trọng lời hứa nhất, trọng tình cảm nhất chính là huynh đó. Huynh tự mình chịu tổn thương cũng không muốn người khác phải chịu tổn thương. Cô trêu chọc tôi rồi. Ý tôi là người hiểu tôi nhất chính là tiểu thư. Phu nhân, vừa rồi tôi mới tới đây nè, bọn họ đã ở trong tử trúc viên rồi, không sai được đâu. Chính là hai người họ đó. Ta đã dặn dò ông rồi, đừng để cái tên Trương Trừng đó tiếp cận tiểu thư. Phu nhân, tiểu nhân sẽ sót. Trương Trân, thật ra tôi thật sự rất hy vọng có thể vĩnh viễn ở bên huynh. Thật ra tôi cũng luôn muốn như vậy. Tôi hy vọng từ bây giờ trở đi, cô có thể cho tôi một cơ hội để tôi bảo vệ cô, chăm sóc cô, có được không? Ừ. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Tên họ Trương kia, ngươi quá thật là quá to gan. Phu nhân, tình tiểu tử nghèo nhà ngươi, đợi sau khi thừa tướng đại nhân trở về, ta sẽ nói hết với ông ấy. Phu nhân à, tôi hiểu lầm rồi, chúng con không hề là bất cứ chuyện gì. Cho ta cóc nhái mà đòi ăn thịt thiên nga đúng không? Đừng giấu tưởng. Mẫu đơn, theo mẹ quay về. Con không về đâu. Còn muốn làm mẹ tức chết có đúng không? Con không về đâu. Đổng Kỳ, dạ, mau đưa tiểu thư về đi. Dạ. Tiểu thư à, tiểu thư. Phu nhân, Trương Trân, mau đi thôi, mau đi thôi. Phu nhân, mau hiểu lầm rồi. Mau đưa tiểu thư về. Con không về đâu. Mẫu đơn, sao vậy mẹ? Mẹ giận rồi hả? Ta thấy rất kỳ lạ, tại sao cả hôm nay con cứ hỏi về chuyện hôn sự của con? Mẫu đơn, sao con có thể như vậy được chứ? Con lén lén lúc lúc chạy đi gặp cái tên nghèo kiết xác đó. Mẹ hỏi con, có phải nó dụ dỗ con không? Có phải không? Đừng nói khó nghe như vậy chứ. Trương Trần không phải tên nghèo kiết xác, anh ấy cũng không dụ dỗ con. Các người không thể đối xử với huynh ấy như vậy, thật là quá đáng mà. Mẫu đơn, sao mẹ cứ cảm thấy hôm nay con biến thành một người khác vậy? Không có, chỉ là con cảm thấy, con thấy gì nói đó vậy thôi mà. Vậy con không muốn làm thái tử phi nữa sao? Thái tử phi? Rốt cuộc ai khiến con muốn làm thái tử phi vậy chứ? Ta và cha con vẫn luôn hy vọng con làm thái tử phi. Và con ngoại trừ thái tử ra không thể lấy ai khác được. Con có biết ta và cha con vì muốn cho con lên làm thái tử phi đã tốn bao nhiêu tâm tư không? Mẫu đơn, mẹ thực sự không thể hiểu sao đột nhiên lại trở nên như vậy chứ. Rõ ràng con không thích Trương Trân, nhưng sao đột nhiên lại thay đổi như vậy? Con đó, tốt nhất trước lúc cha con trở về suy nghĩ cho thật kỹ càng đi. Hả? Nếu như con vẫn còn tiếp tục như vậy thì mẹ không giúp nổi con nữa đâu. Con ngoan ngoãn ở trong đó, đợi cha con quay trở về. Hoàng Nhân, hoàng thượng triệu kiến, có chuyện gì đêm mai nói đi. Nhưng mà mẫu đơn... Đêm mai rồi nói. No.
Thả ta ra. Thả ta ra đi. Thả à, ta ra. Mong tiểu thư ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt. Thả đừng gặp ra. Mặt tin đường đó nữa. À, tiểu nhân chỉ phụng lệnh hành sự mà thôi. Hy vọng tiểu thư đừng trách tội. Cha ta đâu? Cha ta đâu? Ta muốn tìm cha. Ta muốn gặp cha ta. Thả ta ra mau. Thả ta ra. À, tiểu thư à, hoàng thượng hạ chỉ kêu lão gia lên triều diện thánh rồi. Ông ấy vẫn chưa về tới. Tiểu thư à, nếu có chuyện gì xin đợi tới ngày mai đi hẳn nói ha. Dạ. Ngày mai. Trước khi trời sáng ta nhất định phải rời khỏi chỗ này rồi.